Nhìn xem, kẻ vô dụng bị mọi người khinh thường, chàng trai đã chạy đến phái Nha Mi, nói rằng sẽ trở thành trưởng môn. Nghe xong, Sư Tỷ đằng đằng sát khí, giơ cao bảo kiếm trong tay, chàng trai quỳ xuống nhận lỗi, nhưng chàng trai này tự nhận là tôn tử của phái Nha Mi. Đứa cháu bị bỏ rơi bên ngoài, nào ngờ, quy tắc đầu tiên của phái Nha Mi là sống cô đơn đến suốt đời. Thấy hắn vu oan cho sư tổ, trong cơn giận dữ, trưởng môn liền muốn vung kiếm chém gục chàng trai. Tuy nhiên, chàng trai trẻ lại từ trong túi lục tìm ra vài vật kỷ niệm, đây là đồ tổ mẫu để lại, một cái áo, đôi hài thêu hoa, cây châm cải tóc và còn cả bí kíp tâm kinh nữ tử của phái Nha Mi. Nghe chàng trai nói chuyện rất rành rọt, hai người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc ấy, chàng trai hỏi thêm về lý do tranh cãi của hai người lúc nãy. Sư muội không hài lòng về chức trưởng môn, cấu kết với phe Bù Nhìn để ép buộc thoái vị. E vậy, chàng trai mừng rỡ như mở cờ trong bụng. Hóa ra anh ấy đến đây lần này, không phải vì vị trí trưởng môn, mà là để chiếm lấy bí mật võ lâm. 20 năm trước, 7 môn phái giang hồ vì đoạt lấy bí kíp trường sinh, đã tàn sát cả ngôi làng nơi chàng trai lớn lên. Khi đó, cha của chàng trai đang làm trưởng thôn, 7 vị trưởng môn bị trúng độc do bị ám toán, chỉ biết mở to mắt nhìn, vợ anh đã bị chúng giết chết chỉ bằng một nhát kiếm. Sau đó, mấy người này càng trơ trẽn hơn, dùng con trai anh ta làm mồi nhử, ép buộc người đàn ông giao nộp bí kíp trường sinh. Nộp hay không nộp, cha ơi, con sợ, con muốn mẹ. Dừng lại, nộp hay không nộp, người đàn ông bị ép buộc, đành phải phá vỡ tảng đá, lấy ra bản trường sinh quyết bên trong, sau khi ném nó lên không trung, tìm cơ hội ôm con trai vào lòng, chạy trốn, anh ấy biết mình khó thoát khỏi cái chết, dặn con, đừng bao giờ học công pháp tầng thứ 7 bí kíp trường sinh. Ngay sau đó, anh ấy lập tức đến, chiếc giếng khô và giấu con vào bên trong, đúng lúc này, kẻ giết người xuất hiện, chủ môn đã tìm đến, để bảo vệ con trai, người đàn ông bị hắn bẻ gãy cả tứ chi, vỡ nát kinh mạch mà chết. Không lâu sau khi rơi xuống giếng cạn, cậu bé tỉnh dậy, bỗng thấy vách đá trước mắt xuất hiện vô số chữ vàng lấp lánh, lũ lượt đổ về phía cậu. Giấc mơ phiêu lưu tam giới, hôm nay mới biết ta chính là ta. Cậu bé mơ giấc mơ ngàn năm, mở mắt ra lần nữa, phát hiện ra rằng đã đến một không gian tâm linh. Ai là người tỉnh mộng đầu tiên? Cả đời này ta tự biết mình. Huynh là ai? Ta là ngươi, cũng là trường sinh quyết chưa hoàn chỉnh. Ý huynh là gì? Vì ngươi không tu luyện trường sinh quyết hoàn chỉnh, mà lại tu luyện trực tiếp tầng thứ 7, khiến tuổi thọ vốn có của ngươi bị trường sinh quyết phản vệ. Khi kinh mạch khô héo của ngươi lan đến tim, thì tuổi thọ của ngươi cũng cạn kiệt. Không, ta không muốn. Ngươi muốn báo thù, thì hãy nhanh chóng bổ sung trường sinh quyết. Trường sinh quyết được tiến hóa từ tuyệt học của các đại môn phái, chưa bổ sung hoàn chỉnh, ngươi không thể tu luyện võ công khác. Vậy ta phải làm sao để báo thù? Trường sinh quyết có thể cho ngươi du hành trong mộng cả ngàn năm. Có ngàn năm kinh nghiệm này, ngươi còn sợ không đủ để đoạt lại bí kíp báo thù rửa hận sao? Nhớ kỹ, Nga Mi, Cái Bang, Khôi Lỗi Môn, Không Không Môn, Tiêu Giao Phái, Thanh Thành Phái, trên người họ đều dính đầy máu của toàn thôn Bất Lão. Chẳng lẽ đây không phải là mơ? Thì ra tất cả đều là thật. Ta không còn nhiều thời gian nữa. Nga Mi, ta tới đây. Chu trưởng môn, đừng đánh nữa. Hãy thoái vị đi, Bạch Tâm Lan. Làm vậy là khi sư diệt tổ. Chu trưởng môn, cô xem chúng tôi từ trên xuống dưới, nghèo đến mức nào rồi. Rất nhiều đệ tử không mua nổi phấn son. Cô còn mặt mũi nào làm trưởng môn này? Chu trưởng môn, chúng tôi làm thế, đều vì phái Nga Mi mà thôi. Chu trưởng môn, cô nên ngoan ngoãn chịu trói. Bạch Tâm Lan đã hứa cho các ngươi bao nhiêu lợi ích. Lần này phải cảm ơn sự giúp đỡ của Khôi Lỗi Môn. Chu Mẫn, hôm nay cô chắc chắn sẽ chết. Bạch Tâm Lan, dù ta có chết đi nữa, ngươi cũng đừng mơ làm trưởng môn này. Cùng lắm hôm nay đồng quy vô tận. Ai trong các người là trưởng môn Nga Mi? Ngươi là tên tiểu tử từ đâu đến? Ngươi là trưởng môn Nga Mi, ta là... Không khí này có gì không đúng? Giận dỗi nhau rồi sao? Nói ra đi, ta sẽ giải hòa cho các người. Điện tổ sư Nga Mi là nơi người nhàn rỗi như ngươi nên đến hay sao? Không mau cút! Kiếm trong tay ta sẽ không nương tay với ngươi.
ta là tôn tử của Chu Hình Huệ của phái Nga Mi, ngươi nói xem ta có nên đến không? Tên ngông cuồng, dám mở miệng sỉ nhục tổ sư Nga Mi, để mạng lại đây. Cái này các người nhận ra chứ? Đây là chiếc áo lông mà, tổ mẫu của ta đã dùng. Giày thêu hoa, châm cài tóc, còn có cả tâm pháp của phái Nga Mi. Bí kíp Ngọc Nữ Tâm Kinh. Là thật sao? Chẳng lẽ thực sự là con riêng của tổ sư, nhưng quy củ của Nga Mi là giữ gìn thanh khiết suốt đời không lấy chồng. Bây giờ các người tin chưa? Không biết các hạ xưng hô thế nào? Phạm Hàm, ta thấy các người vừa định đánh nhau, rốt cuộc là chuyện gì? Chu Mẫn không xứng đáng, không đủ tư cách làm trưởng môn, rõ ràng là Bạch Tâm Lan, có âm mưu hiểm ác, liên kết các vị trưởng lão đánh úp ta, ép ta thoái vị. Tranh giành trưởng môn, ta vừa hay đục nước béo cò, lấy lại bí kíp trường sinh đã mất, hoàn thành đại nghiệp báo thù của ta. Phạm Hàm, sao ngươi không nói gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn tranh giành? Đã là tranh giành trưởng môn, ta đến đây chỉ có 3 điều kiện. Vẫn là công bằng, tốt. Chu trưởng môn, chúng ta hãy thi đấu xem ai thắng. Ai thắng sẽ làm trưởng môn. Đúng lúc có người này làm chứng, ê. Tôn tử. Vậy Chu trưởng môn, không lẽ cô không nể mặt sư tổ? Được, hôm nay ta sẽ cho người thấy. Vô tình kiếm pháp, chiêu thứ nhất nối chiêu thứ nhất, đánh ra kiểm soát, kết thúc bằng một nhát kiếm. Kim đỉnh cửu thức. Chiêu thứ nhất nối chiêu thứ ba. Điều này không công bằng, ta không phục, cô vừa nghe rồi đấy. Cùng là phụ nữ, sao khoảng cách lại lớn như vậy? Đừng có suốt ngày phàn nàn, luyện tập nhiều vào. Võ công cao có ích gì? Nhìn xem Nga Mi đã nghèo đến mức nào rồi. Võ công cao, có thể làm Nga Mi giàu lên không? Võ công cao thì có dùng làm tiền tiêu được không? Bây giờ phái Nga Mi cần nhất là tiền. Ai kiếm được tiền? Người đó mới có tư cách làm trưởng môn. Được, vậy chúng ta sẽ thi kiếm tiền. Trong vòng một tháng, ai kiếm được nhiều tiền nhất, người đó sẽ là trưởng môn Nga Mi. Hiện tại, với sự giúp đỡ của Tô Trường Tùng, việc kiếm tiền không thành vấn đề. Nói với Tô trưởng môn, chỉ khi tôi trở thành trưởng môn phái Nga Mi, tôi mới giao cho ông ta tầng đầu tiên của trường sinh quyết. Các môn phái tham gia tiêu diệt thôn bất lão chờ đó. Giết người phải đền mạng, ăn miếng trả miếng. Nga Mi chỉ là khởi đầu. Mời vào. Không phải là muốn dùng mỹ nhân kế với ta chứ? Xấu như vậy, cũng nghĩ đẹp quá đấy. Phạm công tử, đêm dài đằng đẵng, sao không để tiểu nữ cùng công tử uống vài chén? Ngài đang viết cái gì vậy? Bí kíp võ công, cho Chu trưởng môn. Sao? Cô cũng muốn sao? Không cần đâu. Vậy thì, tiểu nữ xin lui. Không làm phiền nữa. Có rượu ngon thế này, mà không có mỹ nhân cùng uống, cảm giác thiếu đi nhiều hương vị. Vậy để ta uống với ngài vài chén, đừng hiểu lầm. Ta nói mỹ nhân không phải là cô. Phạm Hàm, ngươi là thứ gì chứ? Xem cô vội vàng kìa. Cô đẹp như tiên dáng trần vậy, người đẹp không đủ để miêu tả cô. Cô giống như thần tiên trên trời, thần tiên khí chất phiêu giật. Thật biết cách nói chuyện. Vậy thử nói xem, ta là vị thần tiên nào trên trời? Lên giường đi, ta nói cho cô nghe. Phạm Hàm, không ngờ ngươi lại là một kẻ háo sắc, lại còn cấu kết với cô ta, đó là vì ta có sức hấp dẫn. Được thôi, vậy hôm nay, ta sẽ tự tay giết chết cặp đôi này. Cô nhìn xem cô ta đầy vẻ không hài lòng, mà còn muốn dụ dỗ ta, may mà ta nhanh trí không mắc bẫy. Ta chỉ chơi đùa với cô ta một chút thôi, ngươi cứ chờ đi, chờ khi ta trở thành trưởng môn của phái Nga Mi, ta sẽ là người đầu tiên giết ngươi. Buông tay ta ra, ta không mù, điều đó không quan trọng, ta có thể giúp cô trở thành trưởng môn, hay là cô không cần nữa. Điều kiện của ngươi là gì? Ngươi cũng muốn ta chơi với ngươi à? Điều kiện của ta là để ta xem qua, bí kíp trường sinh của phái Nga Mi. Bí kíp trường sinh, ngươi là ai? Làm sao ngươi biết, phái Nga Mi có bí kíp trường sinh, tầng đầu tiên của công pháp. Nói ra chắc cô cũng không tin, ta sắp chết rồi, tình cờ gặp đạo sĩ Lưu Lạc, ông ấy nói với ta bí kíp trường sinh có thể giữ mạng. Nếu không, ta cũng sẽ không dính vào vũng nước đục này của phái Nga Mi. Thôn của ta bị kẻ thù giết hại, chỉ còn mình ta sống sót. Nếu ta chết, sẽ không ai báo thù cho họ. Miệng đầy lời bịa đặt. Nhìn vào mắt tôi này, cô nhìn thấy gì?
Chắc là sáng nay ngươi chưa rửa mặt, mắt ngươi đầy rỉ mắt. Ấy, không phải, là sự chân thành, chân thành. Nếu để Bạch Tâm Lan làm trưởng môn, thì phái Nga Mi của các người còn đường sống sao? Được, ta đồng ý với ngươi. Vậy thì bí kíp võ công của ta, coi như không viết uổng phí. Ngươi viết bí kíp võ công để làm gì? Tất nhiên là để bán kiếm tiền cho cô rồi, bán bí kíp võ công để kiếm tiền. Nào nào nào, hộp bí kíp võ công có đủ loại, Thiếu Lâm, Hoa Sơn, Nga Mi, Võ Đàng, tất cả đều có, muốn không, huynh còn thiếu bao nhiêu nữa, ta còn thiếu 3 cái, là ta sẽ đủ bộ bí kíp của 8 môn phái lớn. Huynh thật may mắn, ấy, hộp bí kíp này giá 10 lạng bạc, hay là cứ chém ta một nhát đi, có thể rẻ hơn chút, ta không thể giúp được rồi, không phải là huynh đệ sao, nếu là huynh đệ, thì chém ta một nhát, tay ta đã bị chém mất rồi, mà vẫn không lấy được miễn phí, bỏ cuộc đi. Không xong rồi, không xong rồi. Chu trưởng môn, đệ tử của phái Nga Mi chúng ta đều bị Bạch Tâm Lan bắt vào kỹ viện rồi. Vậy hãy lấy tiền bán bí kíp võ công đi cứu họ đi. Chu trưởng môn, cô không cần vị trí trưởng môn nữa sao? Nếu Bạch Tâm Lan chỉ muốn cô trả tiền để chuộc người thì sao? Nó là đệ tử của phái Nga Mi, nếu cứ phớt lờ như vậy thì ta thà không làm trưởng môn nữa. Cô đừng không làm trưởng môn mà, tính mạng nhỏ bé của ta còn nằm trong tay cô đó. Đi thôi, ta sẽ cùng cô xem chuyện gì xảy ra. Được, đi thôi. Đợi ta về nhé, ngươi trông chừng đi. Phó trưởng môn Bạch, dẫn chúng tôi đến ký viện là làm gì? Kiếm tiền chứ còn gì nữa. Nhưng ngươi yên tâm, các ngươi chỉ bán nghệ, không bán thân. Bạch trưởng môn à, cô phải cho họ biết rằng, cô bán họ vào Thanh Lâu rồi rời đi. Sợ gì chứ, trước khi đến đây, ta đã bỏ thuốc vào người họ rồi, bây giờ họ mất hết nội lực. Hơn nữa, khế ước bán thân đều nằm trong tay các người mà. Nếu Bạch trưởng môn đã nói vậy, thì ta yên tâm rồi, phần còn lại, ta sẽ dạy dỗ họ cẩn thận. Phạm Hàm à Phạm Hàm, ngươi không định muốn thắng ta, bằng cách bán bí kíp võ công chứ, đến lúc đó hãy xem. Mỹ Nhân. Mỹ Nhân, ta đến đây. Đừng lại đây. Gia Gia chính là thích vẻ ngoài dịu dàng của ngươi đó. Nhanh làm cho Gia Gia thoải mái nào. Đừng lại đây, Mỹ Nhân. Nữ hiệp tha mạng, cút đi. Dạ dạ dạ. Trưởng môn, cầu xin ngài giúp ta chuộc thân. Phạm Hàm, cô tên là gì? Tôi tên là Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu à. Cảm ơn, cảm ơn công tử. Quay lại Nga Mi, ta nhất định sẽ kể cho các trưởng lão mọi hành vi của Bạch Tâm Lan, cho các trưởng lão biết. Ấy, không được, làm lớn chuyện rồi, danh tiếng của các cô còn cần không? Nếu tôi không hoàn thành trường sinh quyết sớm, Phạm Hàm, thì e là mạng sống của tôi sẽ hết. Ngươi, ngươi có sao không? Bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi tầng thứ nhất của công pháp. Không, ta là người giữ lời hứa. Xin lỗi, là ta nông cạn. Cái đó, ta biết. Hết tiền rồi, là lỗi của ta. Dù cuối cùng ta không trở thành trưởng môn, ta cũng nhất định sẽ truyền công pháp cho ngươi. Được, nhưng lúc đó sẽ phiền ngươi, viết thêm nhiều nữa. Tạo nghiệp rồi. Tháng này, số bạc Bạch Tâm Lan kiếm được là 32.000 lượng. Trưởng môn này ta nhất định phải làm, còn Chu trưởng môn của chúng ta, kiếm được 1 triệu lượng, và còn mang đến cho Nga Mi, một con đường kiếm tiền mới, là bán hộp ngủ bí kíp võ công. Vì vậy, lần này ta tuyên bố, so tài, Chu trưởng môn thắng. Ngươi vui mừng sớm rồi, không hay rồi Chu trưởng môn, Trấn Nam Vương dẫn quan binh đánh lên rồi, còn muốn nạp Chu trưởng môn làm thiếp, không thì diệt Nga Mi. Nhờ có ý tưởng của Tô Trường Tùng, đem Chu Mẫn gả làm thiếp cho Trấn Nam Vương. Chúc mừng Chu trưởng môn, được làm thiếp của Trấn Nam Vương, quả thật là phúc phận lớn lao. Bạch Tâm Lan, ngươi dám bán ta sao? Ngươi tin không, ta sẽ thành lý môn hộ ngay bây giờ. Nếu ngươi không lấy Trấn Nam Vương, thì Nga Mi sẽ bị dùng môn, ngươi sẽ là tội nhân thiên cổ. Nếu lấy, Nga Mi có Trấn Nam Vương làm chỗ dựa, biết đâu, còn có thể khôi phục lại vinh quang ngày xưa. Bỏ Chu Mẫn sao, nhưng không cam tâm, người đâu, có,
thông báo Trấn Nam Vương đến rước dâu. Không, không, trang điểm cho Chu Trưởng Môn thật đẹp, rồi đưa xuống núi, giao cho Trấn Nam Vương. Chờ đã, hay là để ta chịu thiệt một chút? Cô lấy ta đi, ngươi nói cái gì? Ta không cần cô, chẳng lẽ lại để Trấn Nam Vương cướp mất? Chẳng lẽ ngươi muốn Nga Mi bị diệt môn? Ta, yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể động đến Nga Mi. Trấn Nam Vương đến. Các người chết chắc rồi. Rất đơn giản, ai làm đổ cốc nước sau ghế, người đó thắng. Ngươi đi. Đi thôi. Cần gì phải thi nữa, gấp gì chứ? Ngài gian lận, trọng tài và thí sinh đều là người của ta. Quy tắc đều là do ta đặt ra. Ngươi là một dân thường, lấy gì mà đấu với ta? Tự mình chuốc lấy thất bại. Phạm Hàm, ngươi so với vương gia, chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng, so với ánh sáng của trăng sáng. Ngươi hiểu không? Bạch Tâm Lan, ta không cho phép cô sỉ nhục vương gia như vậy. Ngươi! Miệng lưỡi sắc bén. Ngươi sắp chết rồi, mà miệng còn cứng như thế. Ngươi đang làm gì vậy, Phạm Hàm? Học giỏi toán lý hóa, đi khắp thế gian cũng không sợ. Đến đây, thượng nhân. Ngươi đi. Sao lại là ta nữa? Ta. Bây giờ ta sẽ cho các người thấy sức mạnh của khoa học. Phạm Hàm đã chịu thua chưa? Buồn cười chết mất, Phạm Hàm, ngươi mắt mờ rồi sao? Đừng vội, để ngươi bay một lúc đã. Chu Mẫn tiểu thư, ta đến rồi đây. Người này mắt sáng trong trẻo, rõ ràng là vẫn còn tâm hồn trẻ con, thế thì dễ xử lý rồi. Vương gia, ta. Ngài đến muộn rồi, Chu Trưởng Môn, đã là thê tử của ta rồi. Được, tốt lắm, tên dân đen to gan, dám chọc giận bản vương như vậy. Vương gia, một phụ nữ không thể lấy hai chồng, chẳng lẽ ngài muốn cướp đoạt hay sao? Chẳng lẽ vương gia, có thể không nói lý sao? Thế thì bản vương sẽ giết ngươi, để Chu Trưởng Môn trở thành quá phụ. Thế thì sau này người đời sẽ nhìn ngài như thế nào? Điều đó ta không biết. Nếu hoàng thượng biết thì sao? Vậy ngươi đưa ra giá đi. Vương gia. Hay là ngài thử so tài với ta? Ta thua thì đầu rơi xuống đất, nàng sẽ trở thành quá phụ và thuộc về ngài. Ta thắng, xem như vương gia chưa từng đến. Dù thắng hay thua, chuyện ra ngoài cũng là một câu chuyện hay. So thì so, nhưng so gì thì phải do ta quyết định. Được thôi. Đừng vội, để người bay một lát đã. Không tính, không tính, không tính. Lần này hòa, có giỏi thì đấu với ta lần nữa. Đấu thì đấu, ai sợ ai, được thôi. Vậy chúng ta sẽ đấu. Chọi dế, ở Nga Mi này, ta đi đâu để bắt dế chứ? Thế là xong rồi, Phạm Hàm, ở Nga Mi này không có dế đâu. Ngươi thua chắc rồi, tự nhảy vào cái hố mình đào. Cảm giác thế nào, dế của bản vương, là bá chủ trong loài dế. Không chỉ thân hình to lớn, mà còn lưng rộng, đùi khỏe, sức chiến đấu cực mạnh, đấu trăm trận, chưa thua trận nào, ngươi, lấy gì đấu với ta, chờ đấy. Phạm Hàm, sao ngươi dẫn theo người vậy? Ở đâu? Rõ ràng là con dế mà, ngươi bị ngốc rồi à, rõ ràng đây là người mà, sai, sai lầm lớn, sai lầm chồng chất. Rõ ràng đây là con dế. Dế, ngồi xuống. Vương gia, ngài đâu có nói con dế này. Phải là con dế, đây là ngụy biện, ngươi có tư cách nói không? Vương gia, ngài không dám thi đấu nữa sao? Thi thì thi, đến lúc đó sẽ có trò vui để xem. Lên! Tiểu Cường! Ngươi phải bồi thường cho Tiểu Cường của ta, ta sẽ bắt tất cả các ngươi, chôn cùng với nó. Vương gia, Tiểu Cường e là không thể bồi thường cho ngài được rồi. Nhưng mà, ta có thể dùng Chu Trưởng Môn để bồi thường cho ngài. Đúng, dùng Chu Trưởng Môn để bồi thường cho ta cũng được, nếu không, ta sẽ tiêu diệt toàn bộ Nga Mi. Vương gia, thua thì phải chịu chứ, được. Phạm Hàm, ngươi làm sao vậy, sinh mệnh của ta sắp cạn kiệt rồi. Phạm Hàm. Chu Trưởng Môn, Phạm Hàm không thể qua khỏi rồi, hôm nay dù muốn hay không, ngươi cũng phải gả.
Chu trưởng môn, còn không mau đi theo vương gia. Vương gia, ngài để ta cứu hắn, ta sẽ đi theo ngài. Nếu ngài không để ta cứu hắn, ta sẽ chết. Ngươi bị điên à? Phạm Hàm chết thì cứ để hắn chết đi, nhưng hắn đã giúp ta, gượng ép không có hạnh phúc, bản vương đồng ý. Vương gia, nhưng như vậy giải khát được đấy. Ta đã truyền cho ngươi công pháp tầng thứ nhất. Ta phải đi rồi, cô định đi đâu? Tất nhiên là làm thiếp cho vương gia rồi. Chu Mẫn, bổn vương đã đồng ý cứu người cho ngươi, ngươi nên đi theo bổn vương rồi. Khoan đã, là cô ấy tự nguyện đồng ý. Phiền chết mất, công pháp đã có trong tay rồi, ta còn muốn tiếp tục dính vào nữa. Vương gia lại định không nói lý sao? Tiểu cường của ta còn chết kìa, chẳng lẽ tiểu cường của ta không bằng trưởng môn Nga Mi sao? Nếu ta về tay không, ta không cần thể diện sao? Vậy thì dễ thôi, cô ấy là trưởng môn Nga Mi. Vương gia, ta không phải, ngài đừng nghe hắn nói bậy, ngươi chẳng phải luôn muốn làm trưởng môn Nga Mi sao? Ta thay mặt sư tổ Nga Mi làm chủ, nhường chức trưởng môn cho ngươi, ta đồng ý. Chúc mừng bạch trưởng môn đạt được ước nguyện, bái kiến bạch trưởng môn, chúc mừng bạch trưởng môn làm thiếp, ta không phải, ngươi làm thiếp cho bổn vương chưa đủ. Vừa hay vương phủ đang thiếu một người nấu ăn. Người đâu, đưa đi, vương gia, ta không phải, ta chỉ biết võ công, ta không biết nấu ăn, vương gia, báo, vương gia, không xong rồi, cái bang tạo phản rồi, hoàng thượng lệnh ngài lập tức đi trấn áp. Tầng thứ hai của trường sinh quyết, ở trong cái bang, đây không phải là nhiệm vụ tốt đẹp gì, rất không hay. Cái đầu của bổn vương sắp bị thay thế, vương gia chờ đã, ta có điều muốn nói. Gì, ngươi muốn đi cùng bổn vương sao? Trấn áp cái bang, vương gia, tin hay không tùy ngài, ta không cần dùng một binh lính nào, mà cũng có thể trấn áp cái bang. Chỉ cần cho ta một tháng. Vậy để hắn đi đi, đúng lúc làm thế thân cho ta, trấn áp thành công là công lao của ta, ngược lại thì tất cả là lỗi của hắn. Nếu trong một tháng không giải quyết được, ngươi sẽ bắt đầu, còn nếu ngươi giải quyết được, ngươi sẽ là huynh đệ tốt của ta. Ta biết bây giờ hầu hết mọi người đều không muốn nổi loạn, nhưng không sao, chúng ta hiện tại đã thành lập một nhóm cải cách. Tiếp theo xin mời Phạm Hàm lên phát biểu. Người này là ai vậy? Không biết, là người cô lãnh dẫn đến, chắc là đáng tin cậy, ta sẽ không tự giới thiệu nhiều, dù sao các người cũng không biết ta. Nói thẳng vào vấn đề, chúng ta phái cải cách trước tiên sẽ tiến hành cải cách trong hàng ngũ đệ tử cái bang, đảm bảo mỗi đệ tử cái bang đều được trả lương định kỳ, nghỉ 2 ngày cuối tuần, làm việc linh hoạt, hưởng lương hưu. Chi phí chữa bệnh, bang hội chịu một nửa, cá nhân chịu một nửa. Nghe hay đấy, đúng vậy, trong thời gian đó, sẽ tổ chức các hoạt động tham quan ký viện. Để mỗi đệ tử cái bang, có đồ ăn, có nước uống, có tiền chữa bệnh, và được chăm sóc khi già yếu. Tuyệt vời, có vấn đề gì thì cứ đưa ra bất cứ lúc nào. Được không, sao lại không được chứ? Tăng đãi ngộ khiến Đường Lâm không thể dùng người, còn có thể thu nhận thêm đệ tử mới, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Phạm công tử, ta có một câu hỏi, huynh nói nhiều như vậy. Thực sự rất hấp dẫn, nhưng tiền từ đâu ra? Khi nói với họ về tiền, không thể nói là cần tiền, phải nói là xin thưởng. Biểu diễn tài nghệ, biết hát thì hát, đập đá trên ngực thì đập, không có tài nghệ thì cũng không sao. Người có thể không sống, nhưng không thể không có cuộc sống. Đãi ngộ đã thế này rồi, còn phản gì nữa? Đúng vậy, còn phản gì nữa? Xong rồi, quan binh đến, quan gia, chúng tôi không phản nữa. Chúng tôi đầu hàng gì chứ? Các người tiếp tục phản. Coi như chúng ta chưa từng đến, nếu các người không phản, chúng ta lấy gì để lập công danh, làm sao mở được trang mới trong gia phả, đều dựa vào các người. Phạm Hàm, phải làm sao đây? Chẳng phải là ép chúng ta phản sao? Đừng hoảng, cảm thấy có gì đó không đúng, để tôi suy nghĩ. Mọi người à, những năm qua không ai muốn làm ăn mày nữa, tiếp tục thế này, cái bang sẽ bị diệt vong. Cô ấy cũng là người của cái bang à? Chẳng lẽ cô ấy cũng đến, để trộm tầng thứ hai của trường sinh quyết? Các người có muốn cùng ta tạo phản không? Tôi không muốn. Phản loạn là tội tru di cửu tộc. Hơn nữa, cô gái họ Lãnh có phải do ngươi giết không? Cô ấy là con gái của bang chủ tiền nhiệm đấy. Hôm nay ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích. Chẳng lẽ cô ấy chính là Lãnh Tịnh? Giải thích? Có vẻ như ngươi muốn đối đầu với bang chủ này rồi. Đường Lâm, ta sẽ giết ngươi. Ngươi là ai? Ta đến để cứu cái bang của các người. Ta có quan hệ với sư tổ của cái bang. Nếu cô không tin, ta có tín vật. Đây là bí mật bất truyền của bang này, ta còn có thể lừa cô sao? Người họ nói là Lãnh Tịnh chính là cô phải không? Phải, chỉ vì ta phản đối việc tạo phản, nên Đường Lâm, tên khốn đó muốn giết ta,
Nếu tin ta, thì đi với ta, việc này. Phạm ca sẽ giúp cô giải quyết, nhưng ta có một điều kiện, chỉ cần ngươi giúp ta, điều kiện gì ta cũng đồng ý, đây không phải chỗ để nói chuyện, chúng ta đi trước đã. Còn ai nữa? Ai? Các huynh đệ, bang chủ đến cứu các người đây. Các người đang làm gì vậy? Ta có lòng tốt đến cứu các người, mà các người lại nhìn ta như vậy. Chẳng lẽ các người không biết rằng bên ngoài đã bị triều đình bao vây rồi sao? Gì, nơi này đã bị bao vây sao? Ta không muốn chết đâu. Nếu không muốn chết, thì cùng ta phá vòng vây. Ta nói cho các người biết, tạo phản một lần, thì cả đời là phản tặc. Được, vậy thì theo đường bang chủ phản lại. Được, các huynh đệ, chúng ta hãy cùng nhau phá vòng vây. Mọi người nghe ta nói, đừng đi, chúng ta phải đầu hàng. Nhưng dù đầu hàng cũng sẽ chết, chúng ta phải phá vòng vây. Trấn Nam Vương đến. Chính là mấy tên ăn xin các người, muốn tạo phản sao? Người đâu, bắt kẻ cầm đầu cho ta. Ta đếm đến ba, không đầu hàng, chặt đầu các ngươi. Phạm Hàm, người nghĩ cách đi, tên Trấn Nam Vương này là giả. Đợi đã, hắn là giả. Bảo người của ngươi, thả huynh đệ của ta ra, ta sẽ tha cho ngươi. Ngươi mơ à, thế thì đừng trách ta, đừng bang chủ, đừng mà. Đừng động. Vương gia, chúng tôi muốn được đầu hàng, không tạo phản. Đầu hàng, các ngươi không đủ tư cách đó, người đâu? Giết hết bọn chúng đi, vương gia, xin hãy suy nghĩ kỹ. Được, vì ngươi đã cứu mạng ta, ta sẽ tha mạng cho ngươi, khoan đã. Mọi người đừng nghe hắn, hắn là Trấn Nam Vương giả, ta nói đúng chứ, đừng bang chủ. Đừng đùa với bản vương nữa. Bản vương sau này không thiếu lợi ích cho ngươi đâu, không nhờ ngươi làm nội gián, sao ta có thể quét sạch cái bang trong một mẻ lưới được? Thì ra ngươi đề xuất kế hoạch cải cách là để lừa chúng ta đến đây. Phạm Hàm, đồ khốn nạn, ngươi chết không yên đâu. Phạm Hàm, dù làm ma ta cũng không tha cho ngươi. Không thể nào, không thể nào. Phạm Hàm chắc chắn không phải là nội gián. Phạm Hàm, hôm nay ta sẽ trừ khử ngươi. Lâm Chi Phủ đến. Hạ quan bái kiến Trấn Nam Vương. Lâm Chi Phủ, mời đứng lên. Hạ quan chuẩn bị bắt bọn phản tặc này và áp giải vào đại lao. Không biết ý vương gia thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng bản vương chia sẻ công lao sao? Không, không, không. Chỉ là tên này dẫn theo cái bang, giết rất nhiều người của ta. Ta không bắt đi, không thể ăn nói với người khác được. Chẳng lẽ bản vương giải thích với ngươi vẫn chưa đủ sao? Giết người thì đền mạng, nợ thì trả tiền. Được, vậy bản vương sẽ cùng ngươi áp giải bọn chúng qua đó. Hạ quan, một lần nữa cảm tạ Trấn Nam Vương. Vị này là, báo cáo đại nhân, tôi là người của vương gia, tôi là nội gián mà ngài cài vào cái bang. Nếu không có tôi, họ không thể nào tìm thấy bọn ăn mày bẩn thỉu này. Nhưng tất cả là công lao của Trấn Nam Vương, ngài biết dùng người tài. Cảm ơn vương gia, cảm ơn tám đời tổ tiên. Ta nhất định phải tìm cơ hội giết ngươi. Hắn đã thừa nhận rồi. Ta thật là quá ngốc, người đâu, đưa bọn chúng đi cho ta. Rõ. Đi nhanh. Sao hắn lại ở đây? Gần đây Tô trưởng môn có khỏe không? Có mang tầng thứ hai của Trường Sinh Quyết đến không? Có mang rồi. Tầng đầu tiên của Trường Sinh Quyết của phái Nga Mi, Tô trưởng môn đã lấy được chưa? Lo cho bản thân trước đi, giao cho ngươi một việc, ngươi còn không làm xong, không phải lỗi của ta. Tất cả đều là lỗi của Phạm Hàm, ngươi về nói lại với Tô trưởng môn, nếu không phải vì hắn, ta đã dẫn huynh đệ xông ra từ lâu rồi. Yên tâm, người này ta sẽ tìm cơ hội loại bỏ hắn. Tô trưởng môn còn có gì dặn dò? Ý của trưởng môn là để ngươi dẫn dắt cái bang vượt ngục, tìm cơ hội có thể giết chết Lâm Chỉ Phủ thì giết, không giết được cũng không sao. Chỉ cần thành công vượt ngục, họ sẽ bước lên con đường tạo phản. Tô trưởng môn thật cao tay, ngươi đừng tâng bốc nữa. Không ngờ cái bang tạo phản lại là do Tô Trường Tùng. Vậy thì ta sẽ phá hỏng kế hoạch của ngươi, đòi chút lợi tức. Tầng thứ hai của Trường Sinh Quyết ngươi cũng đừng hòng lấy được. Đến đêm, văn gia đã đổi đồ của ngươi rồi. Ngươi mau đi lo việc chính. Đường bang chủ, xin lỗi các huynh đệ, ta đến muộn rồi, để các ngươi chịu khổ rồi. Quân lính canh cổng đã bị ta giết rồi, mọi người bây giờ theo ta ra ngoài, đi thôi. Mọi người đừng để hắn lừa, Đường Lâm và Trấn Nam Vương cùng một phe. Họ muốn các người tạo phản, để đạt được mục đích của họ. Mọi người đừng tin hắn, hắn chỉ muốn câu giờ thôi. Thay vì vậy, chúng ta trực tiếp giết hắn đi. Được thôi, Đường bang chủ, để ta làm.
Mọi người nghe ta nói, nóng nảy là ma quỷ, các người vượt ngục và tạo phản, chẳng lẽ muốn bị tru di cửu tộc sao? Các người tạo phản là có lý do, chỉ cần giải thích một chút, ta tin rằng triều đình nhất định sẽ cho các người một lời giải thích. Các người không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho gia đình, nghĩ cho con cái, vợ, cha mẹ. Nghe ta nói, đừng nông nổi, nếu các người vượt ngục là rơi vào bẫy của Đường Lâm, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Bây giờ các người chỉ cần có quyết tâm ngồi tù, chờ đợi Trấn Nam Vương thật sự đến là được. Mọi người đừng nghe hắn nói, nhớ lại xem hắn trước đây đã lừa các người vào đây như thế nào. Đúng, tiếp tục ngồi tù chẳng khác gì chờ chết, chúng ta phải sống. Được, được, nếu các người muốn tìm cái chết thì ta sẽ dùng tuyệt chiêu. Ngươi, ngươi định làm gì? Có người vượt ngục rồi. Các ngươi to gan thật, dám vượt ngục sao? Mọi người đừng sợ. Giết tên quan huyện này, dẫn các ngươi xông ra ngoài. Bây giờ các ngươi trở về trong ngục, bổn quan sẽ tha mạng cho các ngươi. Nếu có tình tiết đặc biệt, hoàng thượng sẽ khoan hồng thả người. Ông nghĩ họ sẽ tin sao? Chuyện này. Đường bang chủ, vào đi, ta đã tìm cho ngươi một chỗ sạch sẽ. Quả nhiên là người của Trấn Nam Vương, hạ quan đã ghi nhớ, đến lúc đó nhất định ta sẽ nói tốt vài lời trước mặt hoàng thượng, cảm ơn tri phủ đại nhân. Phạm Hàm, ngươi thật là to gan, dám tự ý thả đám ăn mày thối này, may mà tri phủ Lâm đến kịp thời. Vương gia, chẳng lẽ ở đây có gì đó hiểu lầm? Hiểu lầm, hắn rõ ràng là vừa ăn cướp vừa la làng, người đâu, bắt hắn lại cho ta. Trấn Nam Vương đến, để ta xem ai dám giả mạo ta. Ngươi thật to gan, dám lừa gạt, yên tâm, bổn vương nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Bổn vương sẽ đưa các ngươi vào kinh, nếm thử vài chiêu của hình bộ, đến lúc đó ta xem các ngươi có nói hay không, kẻ đứng sau lưng là ai. Vậy còn đám người cái bang này phải xử lý sao đây? Theo điều tra của Phạm Hàm, tất cả chuyện này đều do Đường Lâm và kẻ đứng sau lưng hắn gây ra, không liên quan đến cái bang. Không thả, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục giam giữ? Ngươi nuôi nổi bao nhiêu người này sao? Hạ quan hiểu rồi, nói thật là ta cũng không muốn ra ngoài, ở đây có cơm ăn có chỗ ở, cũng không cần làm việc. Phải, phải, 3 tuổi ta đã lén nhìn quá phụ tắm, tội này không thể tha. Phạm Hàm, Phạm Hàm, Phạm Hàm, chuyện cái bang ta giao cho ngươi, nhất định phải để bọn họ ra ngoài, nhanh lên, đi. Sau khi đệ tử cái bang rời đi, ta hứa phát vợ cho mọi người. Bang chủ vạn tuế. Phạm Hàm, cảm ơn ngươi, không chỉ giúp ta lên làm bang chủ cái bang, mà còn cứu cái bang khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Tuy nhiên, tầng thứ hai của Trường Sinh Quyết đã bị Đường Lâm lấy mất rồi, ta không tìm thấy nó nữa. Cô có ý gì đây? Muốn ta giúp cô không công sao? Nhưng may mắn thay, ta đã từ trong phòng của Trấn Nam Vương giả đánh cắp được. Thật sao? Ta nghĩ kỹ rồi, Phạm công tử, hay là ta lấy thân báo đáp. Lãnh bang chủ, cô là đang lấy oán trả ơn đấy. Không cần đâu. Dừng lại, nếu không cô nói cho ta nghe về những thành tích của Tô Trường Tùng được không? Tô Trường Tùng, chẳng lẽ hắn không thích phụ nữ? Có vẻ như muốn giữ chân hắn chỉ có thể dùng hạ sách này thôi. Không đến nỗi vậy chứ. Không phải như cô nghĩ đâu, cô đừng hiểu lầm. Ồ, hai người các ngươi ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn nói với Chu trưởng môn. Cô tìm đến đây bằng cách nào? Ta đến để báo cho ngươi một tin, giáo chủ ma giáo, tự xưng là người của thôn Bất Lão, hắn nói muốn báo thù diệt môn cho cả thôn Bất Lão với cả võ lâm, ai giúp hắn báo thù, hắn sẽ trao cho người đó Trường Sinh Quyết hoàn chỉnh. Thôn Bất Lão, chưa từng nghe đến. Ở đâu, cô nói người đó tên là gì? Giáo chủ ma giáo tên là Phạm Quang. Cái gì? Cô nói hắn tên là Phạm Quang? Chẳng lẽ cha ta vẫn còn sống? Các ngươi rốt cuộc có nói không? Kẻ đứng sau là ai? Nếu các ngươi không nói, bản vương sẽ giết các ngươi. Nếu các ngươi nói, bản vương sẽ thả các ngươi. Đừng hòng, được thôi, ngoài việc vô dụng cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng gì cả. Tô trưởng môn, xem như ngươi trung thành, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Tô trưởng môn, Đường Mỗ hổ thẹn, nhiệm vụ ngày giao ta chưa hoàn thành. Không sao, mang công pháp tầng thứ hai của Trường Sinh Quyết ra đây đi, chuyện này
chẳng lẽ tên nhóc đó chưa chết? Xem ra công pháp tầng thứ hai của Trường Sinh Quyết đã nằm trong tay hắn rồi. Phải nghĩ cách để dụ hắn ra. Đường Lâm, ngươi đến ma giáo giúp lão phu một việc. Giáo chủ ma giáo tên là Phạm Quang. Cái gì? Sao vậy? Ngươi biết hắn à? Không, ta chỉ là kích động thôi. Hắn có Trường Sinh Quyết hoàn chỉnh. Xem ra ta phải đến ma giáo một chuyến rồi. Được thôi, ta sẽ cùng ngươi đến ma giáo. Không cần. Ta có thể tự mình xử lý. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta đến ma giáo là để điều tra một chuyện liên quan đến quá khứ của thôn Bất Lão. Nếu Phạm Quang thực sự là người của thôn Bất Lão, thì tội ác mà Nga Mi đã gây ra năm đó, Chu Mẫn ta nguyện một mình gánh chịu. Cô có thể nói cho ta nghe lại về chuyện thôn Bất Lão không? Hơn 20 năm trước, Tô Trường Tùng, Phạm Công Tử, không biết người mà ta xếp cho ngài. Có làm ngài hài lòng không? Ta nhớ là ta không sắp xếp phụ nữ mà. Lãnh bang chủ, đây là Chu trưởng môn của phái Nga Mi. Cô ấy đến tìm ta để giải quyết một số việc ở ma giáo. Chu trưởng môn, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Lãnh bang chủ, thật phiền quá. Lãnh bang chủ, đúng lúc cô cũng đến rồi, vậy chúng ta chia tay tại đây thôi. Lãnh bang chủ, ngày khác ta sẽ đến thăm cô. Hai người còn sốt ruột hơn ta nữa. Rốt cuộc ma giáo đã xảy ra chuyện gì? Ra đây đi. Chu trưởng môn, võ công thật giỏi. Cô đến đây làm gì? Ngươi đã giúp cái bang, ta sẽ giúp ngươi đến ma giáo một chuyến. Hơn nữa, ngươi đâu có biết võ công. Nếu chẳng may trên đường có chuyện gì xảy ra, chẳng phải sẽ kéo chân Chu trưởng môn sao? Có cô thì ta sẽ không kéo chân nữa. Tất nhiên rồi. Hơn nữa, ta còn chưa chiếm được ngươi. Để ngươi đi như vậy, chẳng phải là rất thiệt thòi cho ta sao? Được, vậy trên đường đi cô phải nghe lời ta. Cẩn thận. Tại sao người chúng tên lại là ta? Lãnh bang chủ, sao cô lại ngốc thế? Nếu ta chết rồi, ngươi còn có thể nhớ đến ta không? Cô đừng nghĩ nhiều, sẽ không sao đâu. Bây giờ lãnh bang chủ đang nguy kịch, chúng ta nhanh chóng đưa cô ấy đến phái Biển Thước để cầu thuốc. Tại hạ là trưởng môn Nga Mi, Chu Mẫn, đến đây cầu thuốc, mong có thể gặp mặt. Chu trưởng môn, đã nửa canh giờ rồi mà không có ai ra, chúng ta tự vào tìm thôi. Không được, xông vào sơn môn của người khác là phạm phải điều cấm kỵ của họ, cứu người là quan trọng nhất. Đi thôi. Phạm Hàm, cẩn thận, có gì đó bất thường. Bọn họ mới đi không lâu. Ngươi làm sao biết? Hiện trường không có dấu vết đánh nhau, trên bàn không có một chút bụi, không có thuốc còn rang dở, đèn dầu vẫn còn sáng, giống như biến mất chỉ sau một đêm. Đây, đây chẳng lẽ có ma? Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Trước tiên tìm thuốc cứu người. Ta tìm thấy rồi. Mau cho lãnh bang chủ uống. Được. Vậy bây giờ, chúng ta nên báo cáo tình hình của phái Biển Thước cho Quách Minh Chủ. Chuyện xảy ra ở đây, thật quá kỳ lạ. Được. Trước tiên tìm xem có ai sống sót không, rồi làm rõ chuyện gì đã xảy ra. Được, đi thôi. Lãnh bang chủ đâu? Có gì đó không ổn. Không lẽ cô ấy giống như người của phái Biển Thước, bị ma bắt đi rồi sao? Đang nghĩ gì vậy? Thế giới này làm gì có ma và thần chứ? Dù có ma thật, mỗi con ma mà cô sợ đều là người mà kẻ khác nhớ thương. Vậy, vậy bây giờ làm gì đây? Chờ đi, chỉ cần là người làm, nhất định sẽ lộ chân tướng. Vậy tối nay chúng ta làm gì? Chúng ta ngủ chung. Đến nửa đêm, ta sẽ canh gác. Được. Thật là gặp ma rồi. Phái Biển Thước đâu?
sao ta lại quay lại đây? Chẳng lẽ đi nhầm đường? Không đúng, không không môn. Nhất định là bọn chúng dở trò. Chẳng phải ta đã đi điều tra không không môn rồi sao? Hay là ta chưa đi? Ta lại đến đây làm gì? Sao ta lại nói lại chứ? Đúng vậy, hình như ta đã từng đến đây. Nhưng mà, phá công pháp của không không môn rất đơn giản. Chỉ cần nhớ lại, chúng đã đánh cắp ký ức là có thể phá được công pháp của chúng. Thật là một trò thay vạ đổi chủ. Những người không biết, còn tưởng người của phái Biển Thước đến nữa chứ. Xem ra, người của phái Biển Thước cũng đã bị khống chế. Tạ Tử trưởng lão, lần này chắc là vui mừng lắm. Không ngờ, khi trộm trưởng môn phái Biển Thước, lại tiện tay trộm luôn hai mỹ nữ. Ngươi đã đưa thuốc đến Tạ Tử trưởng lão chưa? Xem ta kìa, ta đi ngay đây. Chỉ không biết người bên trong, là Châu Mẫn hay là Lãnh Tịnh. Phu quân, chàng thấy không khỏe chỗ nào sao? Sao lại uống thuốc rồi? Nương tử à? Phu quân của nàng ngày đêm không ngừng nghỉ, cơ thể suy nhược quá, không có cách nào khác, đành nhờ người mang cho một viên lạp vĩ. Nó là gì vậy? Tất nhiên là thuốc giúp đàn ông hồi phục phong độ rồi. Nương tử, chúng ta thử xem thuốc có hiệu quả không nào. Ngươi là ai, dám xông vào không không môn của ta? Ta là cha ngươi đây, hỗn láo, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại của không không môn. Ký ức của ngươi giờ là của ta, ngươi chính là con cháu của ta, nhìn ngươi kìa. Ta muốn ăn, ngươi chắc chưa từng thấy, cú đấm to như bao cát phải không? Phu quân, ngươi, ngươi. Phu quân, ngươi không được làm hại phu quân của ta, xem ra không chỉ ký ức của cô bị đánh cắp, mà cô còn bị thôi miên. Ngươi, ngươi nhận ra ta sao? Cô là Chu Mẫn, trưởng môn của Nga Mi, bị Bạch Tâm Lan tính kế, từng cùng ta bán hộp bí kíp võ công. Trước sự ép buộc của Trấn Nam Vương, cô suýt chút nữa, đủ rồi. Đừng nói nữa, ta đã nhớ ra rồi, nhớ kỹ, sau này khi không không môn thi triển phép thuật, cô chỉ cần giữ tâm không loạn, không cần nghĩ gì cả là được. Này, đừng giả vờ nữa, giả vờ thêm, ta sẽ cho ngươi nếm thử, nắm đấm to bằng bao cát. Đừng, đừng, đừng. Ta hỏi ngươi trả lời. Tại sao các ngươi lại bắt cóc cả người lẫn môn phái của phái Biển Thước? Đó là do trưởng môn chúng ta đã đánh cắp đơn thuốc trường sinh từ phái Biển Thước, nhưng chúng ta không biết luyện thuốc nên phải bắt cóc cả người lẫn trưởng môn. Còn người kia đâu? Ở hồ luyện thuốc, đang chuẩn bị làm dược dẫn, sắp bị đưa vào luyện thuốc rồi. Phạm Hàm, không ngờ ngươi là loại người này. Ta là loại người nào? Cô đừng hiểu lầm, từ khi đến đây đến giờ, mắt ngươi không rời khỏi chỗ đó. Phạm Hàm, ta cảm thấy có điều không ổn, ngươi nhìn biểu cảm của họ xem. Rất có thể họ đã bị thôi miên, mau cứu người đi. Dậy đi. Phạm Hàm, tiếp theo làm gì đây? Để ta nghĩ đã, ta nghĩ hộ ngươi một cách, chỉ cần giết lão già này là xong. Giết người không phải phong cách của ta. Ông là ai? Ta là trưởng môn không không môn, kẻ trộm bí mật, không biết nhị vị xông vào sơn môn ta có việc gì quý, đánh cắp đại điện của môn phái khác về làm của mình. Ông còn thấy tự hào à? Ta có thể trộm về, đó là bản lĩnh của ta. Ông thử trộm của ta xem, thằng nhãi vô tri. Gọi một tiếng ra ra nghe thử xem. Cháu ngoan, ngươi, tên tiểu nhân đắc chí. Người này có quan hệ rất sâu với ngươi nhỉ? Nếu muốn họ còn sống, mau lăn đến đây làm thuốc dẫn. Nếu không tìm cách thoát thân, chốc nữa thật sự sẽ bị giết chết. Muốn uống thuốc trường sinh, ta sẽ cho em chút gia vị. Thật sự dám đi tiểu vào trong,
có gan thật, không đúng, đó là mùi của công pháp trường sinh quyết. Hai người lui xuống trước đi, để ta thoa bóp cho hắn, chúng tôi đứng bên cạnh xem, ta có một người bạn, không có chút hứng thú nào với phụ nữ, chỉ mê đàn ông, hiểu không? Khí tức của trường sinh quyết, chưa từng nghe qua, không biết, ngươi đừng vội phủ định, phái biển thước của chúng ta, có thể ngửi ra khí tức của công pháp, ngươi luyện trường sinh quyết chưa hoàn chỉnh, ta nói không sai chứ. Ngươi yên tâm, phái biển thước của chúng ta, không tham gia vào thảm án của thôn bất lão. Năm đó, tẩy tủy đan, do sư tổ của chúng ta, đã tặng cho trưởng môn trường sinh quyết, sau đó tẩy tủy đan được gọi là trường sinh hoàn, nếu không phải, ta biết luyện trường sinh hoàn, thì đã bị người của không không môn, hại chết từ lâu rồi. Vậy nên các ngươi bị không không môn để ý, toàn bộ môn phái bị bắt đi, thật sự là vậy. Tẩy tủy đan. Xem ra người của phái biển thức này, có thể tin tưởng, ngươi nói thuốc trường sinh cần ngươi luyện chế, đúng vậy, thế thì ta có một cách. Liều lượng này, đến lừa cũng bị mê hoặc. Sao họ vẫn chưa ngất xỉu, hơn nữa tại sao ta đột nhiên hứng thú với phụ nữ rồi? Sao lại bực bội như vậy? Chẳng lẽ đây là tác dụng của thuốc trường sinh, hiệu quả do thuốc gây ra? Xem ra lần này thành công rồi, chẳng lẽ ta đã bỏ nhầm thuốc? Không thể nào. Bỏ nhầm thuốc rồi, giờ phải làm sao đây? Không sao, may là ta còn nhiều thuốc. Chờ thuốc trường sinh thành công, ngươi và phái biển thức của ngươi hãy biến mất đi, người trường sinh chỉ cần có một mình ta là đủ rồi. Sao vẫn chưa đến nhỉ? Nếu không đến, ta thật sự sẽ chết mất. Sao các người giờ mới tới? Trưởng phái biển thức mắt không tốt, khi cứu chúng ta đã cho quá nhiều thuốc. Còn không mau đi cứu người, đồ lưu manh, nhưng mà thân hình cũng khá đấy. Mau giúp ta tìm bộ quần áo, đi cứu người đi. Luyện thuốc trường sinh này, lại gây ra dị tượng trời đất, nhưng ta chịu được. Không phải đã nói sẽ dùng thuốc mê sao? Ôi trời ơi, không không môn này trời ác quá. Môn phái này thật quá đổi bại, cùng loại với tà giáo. Đưa đây cho ta. Ai, ai đó? Là ngươi sao? Mau giao thuốc trường sinh ra đây, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Đi ngang qua, ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Không muốn giao ra phải không? Vậy để ngươi nếm thử. Tuyệt kỹ độc môn của không không môn, trộm mệnh. Được lắm, được lắm. Hôm nay tất cả các ngươi phải chết ở đây. Phạm Hàm. Còn không mau ra tay. Sao lại thế này? Muốn biết à, kiếp sau ta sẽ nói cho ông. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Nếu ta đoán không sai, chắc là do Phạm Hàm, là do trường sinh quyết không hoàn chỉnh gây ra. Mạng của Phạm Hàm bị trường sinh quyết phản vệ, đối với tên trộm thì, nó chẳng khác gì thuốc độc. Vậy ngươi không sao chứ? Còn sống được vài tháng nữa, nhưng có lẽ thời gian cũng đủ rồi. Phạm Hàm, đây là tầng thứ 3 của trường sinh quyết, mà không không môn đã trộm được từ phái Thanh Thành, chắc chắn có ích cho ngươi. Vậy Phạm Hàm xin cảm tạ trước, vậy giờ chúng ta đi đâu? Tất nhiên là đến ma giáo rồi, được, nghe theo ngươi. Đi thôi. Đi. Bái kiến trưởng môn, không có trường sinh quyết hoàn chỉnh, lão phu cũng có thể trường sinh rồi. Sao có mùi khai thế này? Chắc là mùi này rồi, chúc mừng tổ trưởng môn, kế hoạch thành công, lợi dụng không không môn, để lấy được trường minh hoàn, có thể trở thành minh chủ võ lâm, trăm ngàn năm. Đường Lâm, sau khi xử lý xong chuyện ma giáo, bắt lấy minh chủ võ lâm Quách Linh Thiên, về ma giáo, chỉ cần Quách Linh Thiên chết, ta sẽ tuyên bố ra ngoài, rằng tàn dư của thôn bất lão, vì trả thù võ lâm, đã ám sát minh chủ võ lâm, chức minh chủ này, sẽ bị bỏ trống, nhưng giáo chủ, nếu chúng ta tranh cử, có vẻ như không có nhiều lợi thế. Loại bỏ hết những môn phái không nghe lời, rồi tất cả những vụ giết người, đều đổ hết lên đầu, tàn dư của thôn bất lão, làm cho danh tiếng của bọn họ, hoàn toàn bị hủy hoại, cuối cùng chúng ta sẽ bắt Phạm Hàm. Và giết hắn, báo thù cho Quách Linh Thiên, trở thành minh chủ võ lâm. Chuyện đó cũng chỉ là sớm muộn thôi, thuộc hạ đã hiểu, thuộc hạ sẽ lập tức đi làm. Ta muốn cái cốc chung này, xin lỗi khách quan, đây là cốc lớn, ta muốn cái cốc chung trong ba cốc lớn, chung, nhỏ. Xin lỗi, thưa ông, đây là cốc chung.
ta muốn cái cốc chung trong ba cốc. Xin lỗi, thưa ông, đây là cốc lớn. Thật quá đáng, có bán được thì bán đi. Tiểu nhị, ba cái cốc đó ta lấy hết, được, ra ngoài đi lại, hòa thuận là tốt, sao ngươi lại mời ta, kết giao bằng hữu thôi, không biết quý danh của ngươi là gì, ta là kết giao bằng hữu đạo nhân, ta là Phạm Hàm, sao không cùng nhau uống trà, được, rất tốt. Ngươi nghe chưa, Đông Phương Dịch Trạm xảy ra nội loạn rồi. Đông Phương Dịch Trạm, môn phái mới à, chưa từng nghe qua, trước kia là một học viện, bây giờ chuyển sang bán hàng rồi, hiện tại, trưởng môn đại lý Đông Phương Tiểu Tôn, đang đàn áp Đông Phương Tiểu Huy. Ta đến đây lần này là muốn lôi kéo Đông Phương Tiểu Huy về phía chúng ta, chúc ông thành công, cảm ơn lời chúc của ngươi, ta đi trước một bước. Lão bà, đến rồi, lão bà, không cần cảm ơn, đây là việc ta nên làm, tên đáng chết này. Ta vừa mới ra khỏi quán trà, vậy thì tốt quá, người tự đi về lại nhé, cảm ơn ngươi nhiều. Không cần cảm ơn, đi chậm thôi nhé, mọi người đều nhìn qua đây nào, ma giáo của chúng ta, bây giờ đã cải tà quy chính rồi, làm việc tốt mà không để lại tên, các người thấy bà lão vừa rồi, cũng không hỏi tên ta đâu. Vì vậy mọi người, đừng sợ khi nghe đến ma giáo nữa. Bây giờ ma giáo muốn mở rộng thu nhận đồ đệ. Hy vọng mọi người hăng hái đăng ký, giúp đỡ nhiều người hơn. Hãy gia nhập vào ma giáo, với một tấm lòng thiện lành. Tôi tham gia, tốt, tốt lắm. Nhưng ma giáo của chúng ta, không phải ai muốn gia nhập là gia nhập được. Vẫn cần phải qua vài thử thách thì ta không sợ. Nếu ai không cho ta gia nhập ma giáo, ta sẽ cùng hắn liều mạng, có chi phí, ta thích người như ngươi. Vậy ngươi nói thử thách là gì đi, chính là bán được 100 chiếc xe lăn. Chỉ cần 100 chiếc thôi, không nhiều, chỉ 100 chiếc là đủ rồi, tìm đâu ra người cần 100 chiếc xe lăn. Vậy ta có một câu hỏi, ngươi nói đi, đó là, có thù lao không? Xem ra giác ngộ của ngươi, vẫn còn thấp lắm, làm người tốt phải biết gì, cống hiến. Giờ cho ngươi cơ hội này, chính là phúc đức của ngươi đó, ngươi phải biết trân trọng, nếu không có thù lao, chẳng phải là làm không công cho ma giáo sao? Ta chưa bao giờ cần thù lao của ma giáo, chỉ cần ta được làm việc tại ma giáo. Ta đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi, rất hạnh phúc sao? Với lại, những người trẻ như các ngươi, đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến thù lao. Hãy nghĩ xem, các ngươi có thể mang lại gì cho ma giáo, và các ngươi có thể học được gì ở ma giáo. Phải biết cống hiến sao? Ngươi đúng là ngụy biện. Ta biết các ngươi bây giờ, đều rất nghi ngờ ta cũng rất hiểu các ngươi, nhưng sau này các ngươi sẽ hiểu ta, và sẽ ngưỡng mộ ta, thậm chí còn muốn vượt qua ta nữa. Được rồi, chúng ta giác ngộ thấp, chúng ta còn phải học hỏi ngươi. Học đi, có rất nhiều thứ để học đó, học đến khi làm được việc mới thôi, đã muộn rồi, chúng ta đi bán xe lăn thôi, được, cố gắng lên. Cố gắng nhé. Đến rồi, chúng ta không phải đi bán xe lăn sao, đến đây làm gì, trước đó có người đạo sĩ nói với ta rằng, Đông Phương Dịch Trạm là nơi bán hàng. Chúng ta để họ bán xe lăn giúp, thế là xong, nhưng mà, chúng ta có đến cả trăm cái đấy, họ có mua hết không, vậy thì phải tìm trưởng môn, Đông Phương Thanh Thương để bàn rồi. Đi thôi. Đứng lại, chúng ta đến để bàn hợp tác với trưởng môn quý phái. Hai người họ được qua, ngươi thì không, chúng ta đi cùng nhau mà. Xin lỗi, đây là quy tắc, vậy ngươi nói thử xem, quy tắc nào không cho ta vào? Ngươi ăn mặc không chỉnh tề, ở đây chỉ có quan chức quyền quý, ngươi ăn mặc như một kẻ ăn mày, không xứng để vào, không chỉnh tề sao? Thế tại sao hai cô ấy có thể? Hai cô ấy là phụ nữ. Được thôi, ngươi đợi đó. Sao ngươi lại ở đây? Kết giao vài người bạn thôi, không ngờ gặp lại ngươi nhanh thế này. Tại sao ngươi không vào? Họ nói ta ăn mặc không chỉnh tề, không cho ta vào. Không sao, ta dẫn ngươi vào. Hắn không thể vào, hắn là bằng hữu của ta. Được thôi, nhưng muốn gặp trưởng môn thì phải trả tiền mua số thứ tự xếp hàng. Cái gì? Gặp trưởng môn phải trả tiền mua số thứ tự xếp hàng. Thật sự không được, ta sẽ nói ra thân phận bang chủ cái bang. Đừng làm loạn nữa, một bang chủ cái bang sắp tàn lụi, không có giá trị. Đi thông báo cho trưởng môn của các người, nói rằng bang chủ cái bang và trưởng môn Nga Mi đến gặp, ta sẽ đi thông báo ngay. Nếu thật sự gặp được thì thật nực cười. Ba vị, mời. Phạm Hàm, ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Bái kiến Đông Phương trưởng môn, chúng tôi dự định hợp tác với ngài. Xe lăn của ma giáo. Không được, không được, ta không những mất tiền còn mất cả danh tiếng nữa, chúng ta đều là người trong giang hồ mà, giúp một tay đi, xin Đông Phương trưởng môn giúp đỡ, sau này, phái Nga Mi nhất định sẽ hậu tạ. Đều là những mỹ nhân hạng nhất cả mà, cũng không phải là không được, ngươi có ý gì đây, ngươi đấu với ta một trận, cược là hai mỹ nhân này, nếu ngươi thua, họ sẽ ở cùng ta một đêm, ngươi nghĩ ta là người thế nào, chúng ta đi thôi, chờ đã, ngươi không muốn biết, bí mật của ma giáo là gì sao, rốt cuộc là gì vậy,
đấu với ta đi, ta sẽ nói hết cho ngươi. Đổi cực khác đi, ta sẽ đấu với ngươi. Không đổi, không đổi, ta chẳng thiếu thứ gì, chỉ là chưa ngủ cùng trưởng môn thôi. Phạm Hàm, ngươi đang lo lắng cho ta sao? Đông Phương trưởng môn, ta sẽ đấu thay Phạm Hàm. Chu trưởng môn lại giành lời của ta. Phạm Hàm đấu với hắn đi. Phạm Hàm, ngươi không lẽ không bằng cả một nữ nhân? Được, ta đấu với ngươi. Ngươi muốn đấu gì? Chỉ là môn thể thao của Ba Tư, chơi bia. Quy tắc đâu? Ta đã nói xong rồi, có thể dùng nội lực, ai cuối cùng đánh được bóng số 8 xuống lỗ, người đó thắng. Được, vậy thì bắt đầu thôi. Giờ làm sao đây? Phạm Hàm không có nội lực mà. Phạm Hàm, nhất định phải thắng đấy. Kéo búa bao. Ta chơi trước. Đông Phương Thanh Thương, người thật vô liêm sỉ. Bóng chưa vào, ngươi còn dùng nội lực. Cho bóng vào, ngươi chơi gian lận. Trong quy tắc, cũng đâu có nói là ta không được dùng. Trừ bóng trắng ra, hai mỹ nhân, ván này ta sẽ kết thúc nhanh thôi. Xong rồi, Phạm Hàm sắp thua rồi. Phạm Hàm, hay để ta thay ngươi đi, yên tâm, chưa thua mà. Đợi ta đánh vào bi đen, ngươi sẽ phải khóc thôi. Không ổn rồi, nội lực dùng nhiều quá, vẫn còn cơ hội, Phạm Hàm cố lên. Phạm Hàm, ngươi đang làm gì vậy? Phá rối à, có mũi mà, cũng đâu có nói là không được đánh. Mẹo vặt thôi, bây giờ ta chỉ còn một bi, còn ngươi thì còn 7 bi, ngươi lấy gì mà đấu với ta? Chu trưởng môn, cho ta mượn kiếm một chút, ta tin ngươi. Phạm Hàm, chơi đàng hoàng đi, đừng căng thẳng. Tiếp theo là khoảnh khắc chứng kiến điều kỳ diệu. Ta chịu thua. Nói cho ta biết, giáo chủ ma giáo là ai? Ta thắng rồi, Đông Phương Thanh Thương, người chơi xấu. Cái này không tính, cái này gọi là binh bất yếm trá. Hơn nữa đây là địa bàn của ta, quy tắc do ta đặt ra. Ngươi, hai mỹ nhân đi theo ta nào. Đông Phương trưởng môn, có phải ngay từ đầu đã không định cho ta đi sao? Giờ ngươi mới nhận ra, đã muộn rồi, cùng lắm là cùng chết. Chúng ta cùng chết, đây là môn phái của ta. Từ trên xuống dưới đều là người của ta. Nếu các cô ở lại với ta một đêm, ta có thể cân nhắc tha cho. Vậy thì đánh nhau thôi, mọi người đừng giấu giếm nữa, mau ra ngoài đi. Lâu không gặp, lãnh trưởng môn, Phạm công tử, chẳng phải ngươi nên ở trong tù ở kinh thành sao? Có vẻ như cô không biết tôi có thân phận gì. Giờ tôi khuyên cô, nhận thua đi, đừng mơ, dù ta có chết, ta cũng sẽ kéo ngươi xuống cùng. Xin lỗi, lãnh bang chủ, hiện giờ ta có tiền, có người, cô muốn kéo ta làm đệm, có chút khó khăn đấy. Đây là địa bàn của ta, ta muốn làm gì thì làm, ai sống thì sống, ai chết thì chết, ta không sợ chết, ta cũng không sợ. Bây giờ tình hình, phải gây ông đập lưng ông thôi. Chu trưởng môn và lãnh bang chủ, đầu hàng đi. Các người muốn chết, đừng kéo tôi theo. Ngươi nói gì, người tốt không chịu thiệt trước mắt. Loại người như ngươi, không đáng để bọn ta mạo hiểm. Thật sự mù quáng, nhìn nhầm rồi, thú vị, nội bộ hỗn loạn. Đến đây, đưa họ đi. Đường công tử, đừng vội rời đi. Tối nay tôi sẽ cố gắng hết sức, làm tròn nghĩa vụ của chủ nhà. Vậy thì làm phiền Đông Phương trưởng môn, nào, đưa họ vào ngục. Người đứng sau Đường Lâm và người đứng sau Đông Phương Thanh Thương giả là cùng một người, thật là đáng sợ. Ta biết người đứng sau Đường Lâm là ai rồi. Lần trước khi ta ở cái bang, ta đã nghe lén Đường Lâm nói chuyện với Trấn Nam Vương giả. Bây giờ xem ra Trấn Nam Vương xuất hiện sau này chắc cũng là giả. Nói vào trọng điểm, Tô Trường Tùng của Khôi Lỗi Môn, Chu trưởng môn còn nhớ Bạch Tâm Lan không? Ta đoán là hai người họ chắc cũng cùng phe. Cái bang Nga Mi, Đông Phương Trạm đều có bóng dáng của Tô Trường Tùng. Hắn muốn làm gì? Chắc muốn có được bí kíp trường sinh hoàn hảo. Ta nghĩ là hắn muốn kiểm soát các môn phái, làm minh chủ võ lâm. Lãnh bang chủ, Quách minh chủ vẫn còn tại vị mà, hắn muốn cũng không được. Nhưng nếu Quách minh chủ chết thì sao? Dù thế nào đi nữa, chúng ta chỉ cần phá hủy kế hoạch của Tô Trường Tùng thì mọi chuyện sẽ ổn. Vì vậy chúng ta nhất định phải vạch trần bộ mặt Đông Phương Thanh Thương. Còn chờ gì nữa, nhanh chóng đi thôi, nước đến chân cũng có đường. Để ta nghĩ cách đã. Vừa nãy nên giết đi rồi. Phạm Hàm, sao giờ ngươi nhát gan thế? Ta tin là Phạm Hàm làm vậy, chắc chắn có lý do của hắn. Đây, sao ở đây lại có người thế này? Hắn, có lẽ sắp chết rồi. Sao Đông Phương trưởng môn lại ở đây?
người là ai? Chúng tôi cũng bị bắt đến đây. Tên này, sao ngươi lại trông giống hệt Đông Phương trưởng môn bên ngoài thế? Chẳng lẽ bên ngoài là giả? Đúng vậy, kẻ giả mạo tôi đã liên kết với Đông Phương tiểu tôn, kiểm soát Đông Phương dịch trạm. Hơn nữa, họ đang chuyển rất nhiều tiền cho một người. Nói như vậy, người đứng sau Đường Lâm và người đứng sau Đông Phương Thanh Thương giả là cùng một người. Cảm ơn Chu trưởng môn, cảm ơn Phạm công tử, cảm ơn lãnh bang chủ. Không có gì, giúp người cũng là giúp chính mình thôi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải thoát ra trước, bắt Đông Phương Thanh Thương giả, phá hỏng kế hoạch của Tô Trường Tùng, lẻn vào Ma giáo. Nhưng tôi đoán Ma giáo cũng là cái bẫy của Tô Trường Tùng, đồng thời cũng phải tìm ra tầng thứ tư của Trường Sinh Quyết. Phạm công tử, tầng thứ tư của Trường Sinh Quyết tôi có đây. Có người đến. Sư phụ, con đến muộn rồi. Kết giao bằng hữu đạo nhân, sao ngươi cũng ở đây? Bị Đông Phương Thanh Thương giả bắt vào đây, sao ông lại ở đây? Đây là sư phụ của tôi. Khi Đông Phương Thanh Thương giả kiểm soát Đông Phương dịch trạm, tôi phát hiện điều gì đó không ổn, luôn tìm kiếm manh mối về sư phụ. May mà có Đông Phương Tiểu Huy làm nội ứng, mới tìm được manh mối của sư phụ và kiểm soát được Đông Phương trạm. Thôi đừng nói nữa, chúng ta mau đi thôi, việc chính quan trọng hơn. Đúng, chúng ta mau bắt Đông Phương Thanh Thương giả đi. Không ngờ bằng hữu đạo nhân đã trở lại. Không ngờ. Các ngươi không phải muốn chúng ta ở lại sao? Nói đi, muốn ở lại thế nào? Không cần ở lại. Phạm quang của Ma giáo là ai? Người chỉ huy đằng sau ngươi có phải là Tô Trường Tùng không? Ngươi đến Ma giáo sẽ biết hết mọi thứ. Hắn chết như thế nào? Hắn bị khống chế là một loại công pháp tương tự không không môn, nhưng cao cấp hơn không không môn. Chắc chắn là kẻ đứng sau sở lộ bí mật. Có vẻ Ma giáo này không thể không đến. Đi. Cảm ơn Đông Phương trưởng môn, số tiền này tôi nhất định sẽ trả. Đây là công pháp Trường Sinh Quyết tầng thứ tư mà chúng ta mua, cái này giao cho ngươi. Không cần khách sáo, nếu không có ngươi trong ngục tối cứu ta, hiện giờ ta còn sống hay chết cũng chưa chắc. Vậy ta không khách sáo nữa, sau này có việc cứ dùng bồ câu đưa thư. Vậy chia tay tại đây. Được, Đông Phương trưởng môn, cảm ơn đã tiếp đón hôm nay. Đông Phương trưởng môn, sau này có việc gì cứ tìm ta. Được rồi. Không ngờ các người bán hết nhanh như vậy. Rất có tiềm năng đấy. Vậy thì về việc gia nhập Ma giáo, cái này thì đừng vội, chuyện này cần có quy trình. Người mới ngộ tính cao thật. Ngươi dày giỏi đấy. Vì ngươi có ngộ tính cao như vậy, cầm bức thư này đi đến tổng bộ Ma giáo, trước hết học vài khóa huấn luyện, cảm nhận văn hóa của Ma giáo. Thật sự rất cảm ơn ngươi. Được rồi, nếu không còn gì nữa thì các ngươi đi nhanh đi. Bà lão kia lại đến rồi, ta phải nhanh chóng làm việc tốt. Gặp lại sau. Được rồi, được rồi. Ngươi tưởng ngộ tính cao, thực ra là nhờ có tiền đấy. Ngươi chưa nghe câu này à? Có tiền là đàn ông, không tiền là khổ. Phạm Hàm nói đó, ta thấm lắm rồi. Chu trưởng môn quả là một đối thủ đáng gờm. Ta là bang chủ, muốn bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Vậy tiếp theo, chúng ta tấn công Ma giáo thôi. Nhưng trước khi chúng ta đi, chúng ta phải cải trang chút đã. Mọi người đừng lộ mặt thật, nhớ đâu trong đó có người nhận ra chúng ta, thì lộ tẩy mất. Nhớ đấy, đừng dễ dàng lộ mình, đừng gây sự, chỉ có hai chữ thôi, thấp giọng. Một bang chủ cái bang đến Ma giáo, nghĩ thôi đã thấy kích thích. Hôm nay là ngày các ngươi đến Ma giáo, bài học đầu tiên, cống hiến, làm một người tốt, phải có tinh thần cống hiến. Chỉ khi hiểu được sự cống hiến, mới nhận được sự truyền dạy trực tiếp của giáo chủ. Và cách trường sinh bất tử, các ngươi biết cống hiến là gì không? Ta biết, là đưa những thứ tốt đẹp cho người khác. Sai rồi, cống hiến, là dù tốt hay xấu, cũng phải cống hiến cho người khác. Hơn nữa trong Ma giáo, cống hiến còn có giá trị cống hiến. Giá trị cống hiến càng cao, địa vị của ngươi trong Ma giáo sẽ càng cao. Ngươi đã cống hiến, người khác cũng sẽ cống hiến lại cho ngươi. Vậy làm sao để có được giá trị cống hiến? Cái này đơn giản, chỉ cần đem những thứ các ngươi thích, tất cả đều đưa cho ta. Các ngươi sẽ nhận được giá trị cống hiến. Nhớ kỹ, chỉ cần mọi người đều đóng góp một chút tình yêu, thế giới sẽ trở thành một nơi tươi đẹp. Chỉ cần mọi người đều đóng góp một chút tình yêu, thế giới sẽ trở thành một nơi tươi đẹp. Ta cống hiến, ta nguyện cống hiến căn nhà của mình cho mọi người. Ta cống hiến 100 lượng bạc. Đừng vội. Là một mỹ nhân. Ngươi không cống hiến sao? Ta không có thứ gì đáng giá cả. Ngươi có. Chỉ là, ngươi không biết thôi. Nếu ta nói cho ngươi biết, ngươi có sẵn sàng cống hiến cho Ma giáo không? Được, ta sẽ nói cho ngươi biết.
thân thể của ngươi chính là thứ quý giá nhất, chỉ cần ngươi cống hiến thân thể của mình cho ta, ngươi có thể trở thành tín đồ thực sự của ma giáo. Gì cơ, ngươi đã thay đổi ý định, vừa mới nói xong, ngươi sẵn sàng cống hiến, giờ ngươi không muốn cống hiến nữa. Phạm Hàn, mồm miệng của hắn thật lợi hại, nhanh nghĩ cách giúp cô ấy đi. Không đúng rồi, ngươi không thể chỉ biết đòi hỏi người khác cống hiến, ngươi thì sao? Có phải nên làm gương, cống hiến tất cả của mình, cho người trước mặt, ngươi muốn gây sự, không? Nói rõ lý lẽ đi, vậy hôm nay chúng ta hãy tranh luận một chút. Gặp cao thủ rồi. Sao ngươi không nói gì nữa? Cống hiến phải dựa trên sự bình đẳng, ngươi muốn người khác cống hiến, nhưng bản thân ngươi thì không cống hiến. Thế nào, ngươi là kẻ cướp, chuyên hút máu người khác à? Nếu ngươi không muốn cống hiến, thì đừng đến với giáo phái của chúng ta chỉ nhận người tốt, ta chỉ nói đơn giản vài câu, mọi người nên học tập chăm chỉ, đọc nhiều sách và sách tốt. Đừng bị người khác lừa, ngươi yêu cầu người khác cống hiến, mà bản thân ngươi còn không sống tốt. Đó không phải là cống hiến, đó gọi là tự sát, vậy ngươi nói đi. Sao ngươi lại là người tốt? Nghe rõ đây. Tên ta là Hạo Nhân, ta là người tốt, có gì sai à? Ngươi, ngươi đang đảo lộn trắng đen, nói năng bừa bãi, tức chết ta rồi, ta là Hạo Nhân, Hạo Nhân là ta đây, các vị. Có chuyện gì không đúng sao? Được rồi, tạm coi ngươi là người tốt, quy tắc của ma giáo là phải cống hiến trước, ta không biết cống hiến, hay là, ngươi cống hiến mạng sống của ngươi cho ta, đợi ta học xong, sẽ trả lại cho ngươi, ngươi nghĩ ta ngu à? Ngươi trông đúng là ngu đấy, ngươi, không được xúc phạm người khác. Nói thật lòng nhé, ngươi trông có vẻ người không ra người, ngươi là người hay là chó, ngươi? Nhanh, nhanh đi, đi gọi, giáo chủ, ta nói cho ngươi biết, giáo chủ của chúng ta rất lợi hại, giáo chủ của chúng ta, giết người không chớp mắt, giáo chủ của chúng ta, giết liền 3 ngày 3 đêm, ta nói cho ngươi biết, ngươi xong rồi, nhưng ta muốn hỏi một điều. Ngươi nói giáo chủ các ngươi giết người không chớp mắt, giết liền 3 ngày. Vậy mắt của hắn có khô không? Khi vung đao xuống, tay hắn có bị chuột rút không? Cái gì, ngươi nói, giết liền 3 ngày 3 đêm, ngươi hỏi ta mắt có khô không, khi vung đao xuống, tay có bị chuột rút không? Ngươi ngươi! Ai mà dám làm loạn trong ma giáo của ta? Người này sao lại trông, giống ta y hệt, ta phải ra tay trước, chẳng lẽ đây là, huynh đệ sinh đôi của Phạm Hàm? Không thể nào, trong sổ lớn sổ nhỏ đều viết thế này, huynh đệ sinh đôi, một chính một tà, thật là kích thích, lãnh bang chủ, bình tĩnh nào, chúng ta đừng gây thêm rắc rối cho Phạm Hàm. Ta không có đâu. To gan, ngươi rốt cuộc là ai? Dám giả mạo ta, ngươi mới là giáo chủ thật sao? Ta mới là thật đây, đừng tin hắn. Nhìn xem, da của ta mới là da thật, vậy còn ngươi thì sao? Ta đau lòng lắm, bị một kẻ giả mạo chơi xỏ thế này, mọi người không nhận ra sao? Vì thế mà ta tức giận đấy, những gì ngươi nói có phần đúng, ngươi đừng ngụy biện nữa. Ai cũng biết, giáo chủ ma giáo là người của thôn Bất Lão, cũng là người yêu thích cống hiến. Ngoài việc trả thù ra, còn là một, người yêu hòa bình, vậy ai là người tốt? Ai là thật đây? Được, Tô trưởng môn chưa đến, thời gian còn sớm, vậy thì ta sẽ chơi với người trước. Đã nói ai là người tốt, thì là thật, thế thì chúng ta thi đấu xem. Được, nhưng không phải ai nói cũng được, mà phải làm điều tốt cho những người có mặt ở đây, được người khác công nhận. Ngươi nói trước, ngươi làm trước đi. Được thôi. Con à, đừng sợ, nói cho ta biết ước nguyện của con là gì, ta có thể giúp con thực hiện. Thật không? Tất nhiên rồi, giáo chủ, ngài không biết đâu, từ nhỏ tôi đã là một cô nhi, không có cha mẹ. Thực ra mong ước lớn nhất của tôi là kiếm tiền bằng chính sức mình. Cô Nhi, ta hiểu rồi, ngươi hiểu gì rồi? Ta muốn tiền mà, đừng hiểu lầm. Mọi người đều nghe thấy đấy. Hắn nói hắn là cô Nhi, ta đã giúp hắn gặp lại cha mẹ hắn, ta tin rằng hắn phải rất hài lòng, dù sao thì hắn cũng không phản đối mà. Đến lượt ngươi rồi, cái này dễ thôi, dám đấu với ta trong ma giáo. Thật không biết tự lượng sức, ngươi cứ đợi mà xem. Lần đầu tiên ta gặp cô, ta đã thích cô rồi, không biết cô có đồng ý gả cho ta không? Ngươi không được đồng ý với hắn, giờ ta đã có một đối thủ cạnh tranh rồi, đây là chuyện tốt sao? Phạm Hàm, thì ra ngươi thích loại người này, công tử, huynh là người tốt. Thì ra là thẻ người tốt, thấy không? Ta là người tốt, ta chính là giáo chủ thật sự của ma giáo. Tính toán thời gian, Tô trưởng môn cũng sắp đến nơi rồi, vì đại kế của Tô trưởng môn, ta chết cũng đáng. Không ngờ ngươi lại quay về, chờ thêm chút nữa. Ta sẽ tìm được Quách Minh Chủ, ngươi đang nói gì vậy? Quách Minh Chủ nào, đừng giả bộ nữa, không tìm thấy Quách Minh Chủ, ta cũng không định sống nữa. Đưa mạng đây. Khoan đã, hắn định tự sát. Ngạc nhiên không, ta vừa chết, ngươi sẽ trở thành giáo chủ ma giáo thật sự, ngươi cứ đợi mà diệt vong cùng ma giáo đi.
Xong rồi, chúng ta đều bị lừa rồi. Ta hiểu rồi. Ta đã rơi vào cái bẫy mà họ đặt sẵn. Bây giờ trong mắt ma giáo, ta chính là giáo chủ. Quách Linh Thiên vừa chết, cái tội này không muốn nhận cũng phải nhận. Cả võ lâm sẽ nghĩ là chúng ta, thôn bất lão, đã bắt đầu trả thù. Và khi đó, ta sẽ trở thành mục tiêu của mọi người. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Giờ chỉ có một cách, là phải tìm cho được Quách Minh Chủ, và cầu nguyện ông ấy còn sống. Nhưng mà ở ma giáo, làm sao chúng ta tìm đây? Các người đừng quên, giờ ta là giáo chủ ma giáo, tìm một người không khó đâu. Lão Phu, tưởng ngươi lợi hại đến mức nào, tưởng có thể tạo ra sóng gió gì, hóa ra cũng chỉ đến thế. Đợi khi Lão Phu dẫn đầu các môn phái, đi vây công ma giáo của ngươi, khi đó bắt ngươi giao nộp Quách Linh Thiên, nếu ngươi không giao ra được, hoặc chỉ là một cái xác, thì lúc đó sẽ có kịch hay để xem đấy. Giáo chủ, bây giờ tôi đi, đem tin tức về Quách Minh Chủ trong ma giáo, lan truyền ra ngoài, được, đi đi. Tiếp theo, chính là thiên hạ của ta. Quách Minh Chủ thế nào rồi? Hiện tại không mấy khả quan. Hơn nữa gân mạch đều bị đứt, nội lực đã mất hết. Nếu bọn họ bắt chúng ta giao nộp Quách Minh Chủ, chúng ta nên làm gì? Nếu thực sự có ngày đó, các người hãy trở về hết đi. Phần còn lại để ta xử lý. Ta không muốn, ta muốn đi theo ngươi. Ta cũng sẽ ở bên ngươi, giống như ngươi đã từng giúp ta vậy. Nhưng lần này thực sự sẽ có người chết đấy. Vậy ta chỉ có thể cố gắng cứu sống Quách Minh Chủ. Biện Đan đã cho ta rất nhiều thuốc cứu người. Nếu tỉnh lại thì mọi chuyện đều ổn. Nếu không tỉnh lại, phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Cùng lắm thì liều mạng với họ thôi. Ngoài ra các người cũng hãy gửi tin về, bảo mọi người ẩn náu đi. Ta cảm thấy sắp có một trận chiến đẫm máu nữa rồi. Quách Minh Chủ tỉnh lại rồi. Là ngươi đã bắt ta. Vậy sao còn muốn cứu ta? Nghe ta giải thích, ta không phải là giáo chủ ma giáo. Ta là Phạm Hàm, là giáo chủ đã giả mạo ta, và đổ oan cho ta. Thật vậy sao? Báo cáo giáo chủ, lãnh cô nương cầu kiến, ngươi dám lừa ta, ta sẽ giết ngươi. Quách Minh Chủ vẫn chưa tỉnh. Tỉnh rồi, nhưng ta lại đánh ngất. Cô vừa bước vào, đã có người gọi ta là giáo chủ, ông ấy tưởng ta lừa ông ấy. Để ta sẽ mang xác của giáo chủ đến. Có chuyện gì vậy? Nội lực của ta đâu? Quách Minh Chủ, khi chúng tôi cứu ông đã như thế này rồi. Lãnh bang chủ, cô cũng dám cấu kết với ma giáo sao? Giáo chủ ma giáo đã chết rồi. Không tin ông nhìn xem hắn là ai. Thật không thể tin nổi, chúng tôi gia nhập ma giáo chỉ để điều tra giáo chủ là ai. Kết quả chúng tôi phát hiện âm mưu của họ, giết ông và đổ tội cho tôi. Hơn nữa, giáo chủ ma giáo lại giống tôi như đúc, vậy nên tôi trở thành giáo chủ. Ngươi là ai, và ai muốn đổ tội cho ngươi? Tôi là Phạm Hàm. Vẫn là giáo chủ, nhưng không phải của ma giáo. Còn ai đổ tội cho tôi? Không rõ. Phạm Hàm, sáu phái lớn đang tấn công. Nếu không giao Quách Minh Chủ, họ sẽ giết sạch chúng ta. Đưa ta ra ngoài, ta sẽ tự mình giải thích với họ. Không thể, yên tâm đi, dù mất võ công. Nhưng uy tín của Minh Chủ Võ Lâm vẫn còn. Không phải chuyện đó, tôi sợ ông hiện thân, sẽ có người ám sát ông. Không ai biết được, hắn đã cài bao nhiêu người vào ma giáo. Rốt cuộc ngươi là ai? Người của thôn bất lão. Ông cần biết, tất cả mọi thứ, đều do Tô Trường Tùng gây ra. Hắn muốn ông chết trong ma giáo. Không phải nói, năm đó cả thôn, đã bị thôn trưởng Phạm Quang tế lễ rồi sao? Hắn đã luyện tà thuật, cuối cùng nhờ vào Tô Trường Tùng, liên kết với các phái lớn, chỉ miễn cưỡng trấn áp được. Có lẽ họ không muốn nói về chuyện xảy ra năm đó. Thì ra ngươi là người của thôn bất lão. Tạm không nói chuyện này, lát nữa nhờ lãnh bang chủ và Chu trưởng môn hộ tống ông ra ngoài. Nhớ kỹ, nhất định không được để Tô Trường Tùng bắt được tên khốn này. Ta nhất định phải khiến hắn tan xương nát thịt. Còn ngươi, ta sẽ đi gặp sáu đại môn phái. Các người đến ma giáo của ta là để mua xe lăn sao? Ta không cần. Hôm nay nếu không giao Quách Minh Chủ ra, ta sẽ tiêu diệt ma giáo các người. Giao ra đi, các người có thể lấy cho cốt của hắn đi. Xem ra kế hoạch không sai, nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Gì cơ? Quách Minh Chủ chết rồi. Ta sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh. Mọi người, chúng ta bắt hắn đi. Các người muốn xuống âm phủ cùng Minh Chủ à? Thật là trung thành. Mọi người đừng sợ, chúng ta đông người thế này, không để hắn lộng hành đâu. Chỉ cần mỗi người chúng ta nhổ một bãi nước bọt, cũng đủ để làm hắn chết đuối. Đúng, Tô trưởng môn nói đúng. Giờ chúng ta đông người thế này, đạp nát ma giáo, báo thù cho Minh Chủ. Muốn đạp nát ma giáo, hãy hỏi thanh kiếm trong tay ta trước, xem nó có đồng ý không.
đây chẳng phải là trưởng môn phái Nga Mi sao? Chu Mẫn, ngươi đúng là một nữ tử, phái Nga Mi có ngươi thật là bất hạnh cho sư môn. Hôm nay ta sẽ thay Nga Mi dọn dẹp môn phái, các người thật là ngu ngốc, các người không biết suy nghĩ à? Rốt cuộc là ai nói cho các người biết Quách Minh Chủ đang ở trong ma giáo? Đừng nói nhảm nữa, ngay cả hắn cũng thừa nhận chính hắn đã giết Minh Chủ. Hôm nay lão phu nhất định phải san bằng ma giáo các ngươi. Muốn san bằng ma giáo của ta, thế thì ta sẽ tắm máu võ lâm, cũng giống như Quách Minh Chủ đã bại dưới tay ta vậy. Sao nào, võ công của các ngươi cao hơn hắn sao? Chúng ta đông người như thế, không sợ ngươi? Xem ra các ngươi muốn ta đại khai sát giới rồi. Nếu đã không ai đi thì tất cả ở lại đây mà chịu khổ, giống như Quách Linh Thiên lột da rút gân biến thành người không tay không chân, càng lúc càng không ổn. Bây giờ hắn đáng lẽ phải chạy rồi chứ. Nếu các ngươi muốn đánh, giáo chủ ta sẽ đấu với các ngươi, không đánh thì mau cút. Ta có thể đưa cho các ngươi trường sinh quyết hoàn chỉnh của thôn Bất Lão, không để các ngươi đến đây vô ích. Thật chứ, hắn đang muốn chơi trò hù dọa với ta. Mọi người đừng để bị lừa, bây giờ trên thế giới chưa có trường sinh quyết hoàn chỉnh. Giờ lão phu quyết định, chỉ cần giết được Phạm Hàm là có thể làm minh chủ võ lâm. Tô trưởng môn, hôm nay ông hãy làm gương cho chúng ta. Được, vậy lão phu hôm nay sẽ đi trước mở đường cho các người, chặn hắn lại. Nhanh lên, nhanh cứu Quách Minh Chủ, không được để hắn chạy thoát. Đuổi theo. Lãnh Tịch, Lãnh Tịch. Phạm Hàm, vừa khi các ngươi đi thì ta bị tập kích, Quách Minh Chủ không sao chứ? Tốt lắm, quả nhiên là ngươi, tự tay giết Quách Minh Chủ. Hôm nay dù lão phu có chết, cũng phải báo thù cho Quách Minh Chủ. Ta chẳng phải đã nói hắn chết rồi sao? Hôm nay ta muốn xem ngươi chạy đi đâu. Giết ngươi, Minh Chủ võ lâm chắc chắn là ta. Muốn làm hại Phạm Hàm, trước hết phải qua ải của ta. Đừng đuổi theo nữa, giờ màn kịch hay mới chỉ bắt đầu thôi. Tham kiến Minh Chủ, ta ra lệnh cho các ngươi. Bây giờ, những ai không đồng ý cho lão phu làm Minh Chủ, tất cả đều phải giết sạch, không tha một ai, cuối cùng gán hết tội lỗi lên đầu Phạm Hàm. Tiếp theo là ân oán giữa ta và Tô Trường Tùng. Phải tìm người hỏi xem lai lịch của con dao này. Đúng rồi, chính hắn, giết hắn, chúng ta có thể trở thành minh chủ võ lâm. Hơn nữa nghe nói hắn không biết võ công, gặp chúng ta, Tây Bắc song sát, coi như hắn xui xẻo. Các ngươi định làm gì? Làm gì à, mượn cái đầu của ngươi một chút. Đừng chạy. Hôm nay còn có mua một tặng một, sao các ngươi lại tới đây? Có biết ta là người của thôn Bất Lão không? Bất kể ngươi là người của thôn Bất Lão hay không, dù sao ta đời này cũng sẽ theo ngươi. Ngươi đi đâu, ta đi đó. Cùng lắm ta giải tán cái bang để giúp ngươi. Dù chuyện năm xưa cũng không liên quan nhiều đến ta, nhưng dù sao cũng là lỗi của Nga Mi. Vì vậy, ta muốn chuộc lỗi cho chuyện năm xưa, giúp ngươi báo thù. Nhưng trước đây ta đã lợi dụng các ngươi chỉ để lấy được bí kíp trường sinh, còn lừa dối các ngươi nữa. Xét về hành động, không xét về ý định, nhìn từ kết quả mà nói, ngươi đã giúp Nga Mi cứu cái bang. Nên cho dù ngươi giả tạo, cứ giả tạo tiếp đi, chúng ta không quan tâm đâu. Thôi được rồi, ta biết tấm lòng của ngươi vẫn luôn là một người dịu dàng, thiện lương. Chỉ là áp lực báo thù quá lớn, khiến ngươi không thở nổi. Phần còn lại, để chúng ta cùng nhau gánh vác. Ta hiểu tấm lòng của hai người rồi, cho ta ôm hai người một cái, cho ta chút nỗi lòng. Thôi được rồi, được rồi. Vẫn là một đôi uyên ương bạc mệnh, nhưng trước khi chết, cho chúng ta thỏa mãn một lần đã. Ta sẽ để lại xác toàn vẹn cho ngươi, nếu không đồng ý, chúng ta sẽ giết trước, hiếp sau. Xem ra các ngươi muốn chết lắm rồi. Vậy ta sẽ thỏa mãn các ngươi. Cho ta ôm thêm một cái nữa. Thôi được rồi, được rồi. Tiếp theo chỉ cần chứng minh, minh chủ là do Tô Trường Tùng giết, hắn sẽ tiêu đời. Nhưng chúng ta phải biết trước lai lịch của con dao này đã. Nếu không nói gì, không ai tin chúng ta cả. Xem hoa văn này, chắc là vũ khí của luyện khí môn. Chẳng lẽ chúng ta đến muộn rồi? Bị Tô Trường Tùng diệt môn rồi sao? Mau tìm kiếm đi, xem có ai còn sống không. Có người sống này. Tỉnh lại đi. Ai đã diệt môn các ngươi? Là ngươi, ngươi tìm đến đây bằng cách nào? Không phải hắn, có người đã giả mạo hắn. Chúng ta đến để cứu ngươi,
đừng bận tâm ta là ai, con dao găm này có phải do các người làm không? Cuối cùng có phải đã giao cho Tô Trường Tùng không? Để ta xem nào. Con dao găm này, thực sự là do chúng ta ở Luyện Khí Môn làm ra. Và còn là tác phẩm mà ta đắc ý nhất, vậy ngươi nói đi, cuối cùng ngươi đã giao nó cho ai? Lại đây. Ta sẽ nói nhỏ cho ngươi biết. Con dao găm này, chính là dành cho ngươi. Ta sẽ giết ngươi, Minh Chủ, cứu tôi. Cẩn thận, kẻ lừa đảo. Tất cả đều là kẻ lừa đảo. Phạm Hàm, con dao găm này là của Tô Trường Tùng. Tất cả đều là mưu tính của hắn. Phạm Hàm, hắn không thở nữa. Phạm Hàm, tỉnh lại đi, Phạm Hàm. Tỉnh muội muội, muội đang làm gì vậy? Đây là thứ mà Phạm Hàm đã dạy chúng ta khi cải cách cái bang, dạy chúng ta cách tự cứu mình. Hắn sống rồi, có nhịp tim rồi. Phạm Hàm, ngươi nhất định phải tỉnh lại. Chu tỷ tỷ, nếu người ở bên cạnh Phạm Hàm là tỷ, ta cam lòng làm người thứ hai, ta cũng vậy. Ngươi nhất định phải tỉnh lại. Ngươi còn chưa cưới chúng ta mà. Đường Lâm, tìm một bộ quần áo của ma giáo, mặc cho hắn, đến đại hội võ lâm, đưa hắn theo, trưởng môn, nếu Phạm Hàm không lên luyện khí môn thì sao? Phạm Hàm, nếu hắn dám xuất hiện tại đại hội võ lâm, thì chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Hiện tại phần lớn các môn phái đều đã phục tùng môn phái của ta, ta chỉ sợ hắn không đến, nếu không, dù lão phu có lên làm minh chủ, cuối cùng vẫn không đủ yên tâm. Những người của thôn Bất Lão, một ngày chưa giết sạch, nó vẫn là cái gai trong lòng lão phu, phải trừ khử bọn chúng hoàn toàn. Bây giờ ta sẽ đi đến Khôi Lỗi Môn, giết chết Tô Trường Tùng, ta cũng vậy, dù hắn có tính toán gì đi nữa. Ta cũng sẽ phá vỡ tất cả, các người nghe ta nói đây, bây giờ chúng ta đi tìm hắn, là tự chui đầu vào giỏ. Ta không thể chờ đợi, nhưng bây giờ chúng ta nói gì, chẳng ai tin cả, thế này cũng không được, ngươi làm ta tức chết mất. Điều quan trọng nhất bây giờ, là phải bảo toàn lực lượng, liên hợp với những người khác, không phải hắn muốn làm minh chủ võ lâm sao? Chúng ta cứ đến đại hội võ lâm, đợi hắn xuất hiện, vạch trần và giết hắn, trả thù cho thôn Bất Lão. Nhưng bây giờ đại hội võ lâm, chỉ có môn phái được mời, mới có thể vào, những môn phái nhỏ, không thể vào được, vậy chúng ta cứ giả mạo, đệ tử của môn phái có tư cách, là được. Tại sao trời lại đối xử với ta như thế này? Thời gian sống của ta chẳng còn bao nhiêu, mà mối thù lớn vẫn chưa báo, sao dám vướng vào tình cảm nam nữ? Phạm Hàm, ngươi không sao là tốt rồi, ta lo lắng chết đi được. Tuổi thọ của ta đã chẳng còn bao nhiêu, tại sao các người còn cứu ta? Đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ kết hôn được không? Nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết, nếu chúng ta có thể tìm đủ tất cả trường sinh quyết, có phải chúng ta sẽ trở thành tiên nhân? Bang chủ, cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy ngài, cái bang và phái Nga Mi đều đã bị tiêu diệt. Ai đã làm? Chính phái võ lâm nói, ma giáo chúng ta muốn tắm máu võ lâm, nên họ đã tiêu diệt chúng ta, và bây giờ giang hồ đều truyền nhau rằng, ai bắt được giáo chủ ma giáo Phạm Hàm, sẽ trở thành minh chủ võ lâm, tại đại hội võ lâm. Nhanh lên, nhanh đưa hắn đến phái Biển Thước. Ngươi nói xem Tiêu Giao phái có đủ tư cách không? Đúng vậy, nhưng thứ hạng của họ tại đại hội võ lâm đều xếp cuối. Thứ hạng tại đại hội võ lâm là gì? Là qua các trận đấu để giành lấy vị trí và tài nguyên trong võ lâm. Vậy càng dễ rồi, chúng ta sẽ giả mạo làm đệ tử Tiêu Giao phái. Chúng ta có đánh lên không? Phá hủy tổ sư đường của họ, cô có bị ngốc không? Chúng ta chỉ có 3 người. Tiêu Giao phái là một môn phái lớn, lấy gì mà đánh, chẳng lẽ chúng ta giả mạo họ sao? Cô thật thông minh, chúng ta chính là giả mạo ngay trước mặt họ, ta thấy ngươi mới là kẻ ngốc, giả mạo ngay trước mặt họ, người của Tiêu Giao phái sẽ không đồng ý đâu, dựa vào đâu mà không đồng ý, chúng ta đại diện cho Tiêu Giao phái, đoạt giải nhất đại hội võ lâm,
có gì thiệt hại cho Tiêu Dao phái chứ? Nếu cô là trưởng môn, cô sẽ chọn thế nào? Một giáo chủ ma giáo, hai trưởng môn bị diệt môn, thân phận chúng ta quá phức tạp, không đánh chúng ta là may rồi, chi bằng cứ đánh cho phục. Cô phải hiểu rõ, trong giang hồ không chỉ có đánh đấm, mà còn là quan hệ con người. Đi thôi. Kẻ nào đến đây, có việc muốn gặp trưởng môn quý phái? Ngươi là ai mà dám đòi gặp trưởng môn của chúng ta? Có tín vật không? Không có. Vậy sư môn của ngươi là gì? Môn phái nào? Cũng không có. Cái gì thế này? Không đi, ta sẽ không khách sáo đâu. Ma giáo bị tiêu diệt thì không còn môn phái nữa sao? Ta là giáo chủ, cần gì phải có sư môn? Ngươi là giáo chủ ma giáo? Không ổn rồi, giáo chủ ma giáo đến, chạy mau. Hóa ra hắn không định đánh nhau à? Ta nói cho ngươi biết, giang hồ là nhân tình thế thái. Tên ma đầu to gan, dám khinh thường Tiêu Dao phái chúng ta sao? Dám đến Tiêu Dao phái, người đâu, bắt tên ma đầu này lại. Đây chính là cái gọi là nhân tình thế thái mà ngươi nói. Trưởng môn Tiêu Dao phái, ngươi có muốn giành được hạng nhất tại đại hội võ lâm không? Có muốn trở thành minh chủ võ lâm không? Vậy là ngươi muốn chịu trói sao? Ngươi không biết rằng trong giang hồ các môn phái khác đã bị diệt rồi sao? Chẳng lẽ ngươi muốn theo vết xe đổ của họ? Tiêu Dao phái của ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ lại sợ ngươi sao? Trưởng môn phái trước cũng nói như vậy, giờ cỏ trên mộ hắn đã cao 3 thước rồi. Vậy ý ngươi là gì? Ngươi có 2 con đường. Con đường thứ nhất, ta đại diện Tiêu Dao phái của ngươi tham gia đại hội võ lâm, giành hạng nhất cho ngươi làm minh chủ. Con đường thứ hai, từ nay trên đời không còn Tiêu Dao phái nữa. Ta không đồng ý. Con đường thứ nhất, ngươi không mất gì cả, lại còn có lợi. Con đường thứ hai, ngươi không cần phải lo lắng gì. Nếu để người khác biết ta hợp tác với ngươi, đại ma đầu này, thì Tiêu Dao phái của ta sẽ ra sao? Cái lý lẽ mạnh được nói là lý lẽ. Ngươi đã là minh chủ, còn phải nhìn sắc mặt người khác sao? Vậy mục đích của ngươi là gì? Báo thù. Những môn phái từng tham gia tiêu diệt ma giáo, ta muốn giết sạch bọn chúng. Được, nhưng ta muốn thử sức ngươi trước. Tiêu Dao phái chúng ta có một chiếc gương, gọi là Huyền Thiên Kính. Nội lực càng mạnh, gương càng sáng. Được rồi, để ta thử thay cho giáo chủ. Không được, phải là hắn. Giờ phải làm sao đây? Phạm Hàm không có nội lực mà. Ngươi không phải là giả đấy chứ? Được, nếu ngươi muốn thử ta, ta sẽ cho ngươi thấy, giữa các trưởng môn cũng có chênh lệch sức mạnh đấy. Chỉ cần ánh sáng ngươi phát ra sáng hơn ta, ta sẽ đồng ý với ngươi. Ta khuyên các ngươi nhắm mắt lại, để khỏi bị chói lóa. Cái gương này có khi nào bị hỏng không? Đừng cố làm gì nữa, giờ thì tiêu rồi. Nhìn dáng vẻ hắn không giống đang giả vờ. Chẳng lẽ gương thật sự hỏng rồi? Không hỏng. Chẳng lẽ hắn không có nội lực? Ngươi thử lại lần nữa đi. Ngươi thật sự không có nội lực? Ta không có nội lực. Những môn phái đó là do ngươi diệt sao? Chẳng lẽ nội lực quá thâm hậu, đến gương cũng không đo được? Nhớ khi xưa chỉ có sư tổ mới gặp tình huống như vậy. Ngay cả 2 tầng công lực của ta, gương còn không đo nổi, còn muốn thử tiếp không? Hay để ta dùng hết sức, đến khi gương vỡ rồi, đừng trách ta đấy. Thôi thôi thôi. Vậy mau, đưa lệnh trưởng môn cho ta. Nghe nói các người thuộc Tiêu Dao phái có tầng thứ 5 của Trường Sinh Quyết, không biết có thể cho ta xem qua không? Người đâu, đưa tầng thứ 5 của Trường Sinh Quyết đến đây. Phạm Hàm, khi nào ngươi lén luyện võ vậy? Sao không nói với ta một tiếng? Ta không luyện võ, ta chỉ là một người bình thường. Ta không tin đâu, nếu ngươi không luyện võ, làm sao có thể vượt qua bài kiểm tra được chứ? Trưởng môn Tiêu Dao phái nghĩ rằng ta là một người có nội lực hùng hậu, nên gương không sáng có thể khi nghi ngờ ta. Hắn càng nghi ngờ hơn về chính cái gương của mình. Ta là giáo chủ ma giáo, ta dám tìm hắn, sao có thể không có nội lực? Không biết trưởng môn Tiêu Dao phái sau khi biết sự thật có phun máu không nhỉ? Ta nói cho các người biết, đây chính là sức mạnh của trí tưởng tượng. Rất lợi hại đúng không? Mạnh thật đấy. Vậy khi nào chúng ta đi trả thù? Phải tập hợp người của môn phái lại trước đã. Chúng ta sẽ mặc đồ của Tiêu Dao phái đi tham gia đại hội võ lâm. Hay để chúng ta dạy ngươi vài chiêu để dùng trong đại hội võ lâm. Ta không thể luyện võ được. Nếu ta thật sự có thể luyện được, học được những bí kíp võ công trong đầu, ta đã trở thành cao thủ võ lâm, chứ không cần phải chật vật như vậy. Vậy nếu đại hội võ lâm lấy võ công để giao lưu, Phạm Hàm chẳng phải sẽ thua chắc sao? Cô nghĩ thế là sai rồi. Chưa đấu đã nói thua là sao? Ta tin rằng ngươi sẽ giành được hạng nhất. Ta cũng tin ngươi. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào.
Đường Lâm. Phạm Hàm đã thay mặt Tiêu Giao phái đi tham gia đại hội võ lâm rồi, nhớ kỹ đừng để lộ chuyện này, theo dõi hắn, có tình hình gì, lập tức báo cáo với lão phu. Nhưng giáo chủ, tại sao không trực tiếp giết hắn? Ngươi đã thấy, mèo trêu chuột như thế nào chưa? Đại hội võ lâm năm nay bắt đầu, dưới đây là mục đầu tiên, thi đấu môn phái, năm nay vì ma giáo loạn động, để các vị không bị thương, cũng để tránh đánh nhau, tạo ra xung đột, nên năm nay, sẽ thay bằng nhân tình thế thái, có nghĩa là, thử tài ra thế, cái này thật là quá lố, nếu là trẻ mồ côi thì thua rồi. Thật là mở rộng tầm mắt, thú vị đây, xin mời các thí sinh sau lên sân khấu. Trưởng môn đại nhân, cha tôi là Trương Tam Phong, tin chắc không cần giới thiệu nhiều, thất lễ, thất lễ, hóa ra cha ngươi, chính là Phong Tả Thực Nhân, thì không ai khác là ngươi rồi, mọi người im lặng, người tiếp theo, cha tôi là Du Tỉnh Tuần Phủ U Khiêm, thích hút thuốc uống rượu, người có đầu tóc xoăn, người cũng không tồi, hóa ra là gia đình quan lại, thật đáng ghen tị, không có, không có, ra ngoài tôi, luôn dựa vào bản thân. Thì không ai khác là ngươi, người tiếp theo, tôi là một đứa trẻ mồ côi. Người tiếp theo, Trần Phú Quý. Trần Phú Quý là ai vậy? Chưa nghe nói bao giờ, tôi cũng không biết, cái tên này thật là tục tĩu. Các ngươi không biết hắn cũng không sao, nhưng hắn có rất nhiều thân phận, thái thượng của phái Nga Mi, trưởng lão danh dự của cái bang, cổ đông của Đông Phương Trạm. Hơn nữa, cha ta, văn có thể cầm bút an thiên hạ, thi đỗ trạng nguyên, võ có thể cưỡi ngựa định càn khôn, từng làm vương dị tính, cha hắn thật là mạnh mẽ, nền tảng của Tiêu Giao phái, quá là vững mạnh, so với ta, Tuần Phủ Vân Nam Vu Khiêm, nghe có vẻ không còn hay ho nữa. So với hắn đúng là bậc thầy chọn kiếp đầu thai, vậy thì không ai xứng đáng hơn ngươi rồi, chúc mừng, chúc mừng. Sau đây, tôi xin thông báo, môn phái đoạt giải nhất đại hội võ lâm, đầu tiên là Tiêu Giao phái, xin mời phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải. Mọi người hãy học cách đầu thai tốt mới thực sự là tốt. Ma đầu, không ngờ được, ta đã trốn thoát rồi, ma đầu, chẳng lẽ hắn là giáo chủ ma giáo, là Phạm Hàm ở thôn Bất Lão. Kính chào các vị trưởng môn, hắn chính là giáo chủ ma giáo, nổi tiếng khắp nơi, Phạm Hàm của thôn Bất Lão, đã dẫn người tiêu diệt Tiêu Giao phái, may mà ta sống sót, thoát khỏi một kiếp nạn, giờ hắn lại giả dạng thành Tiêu Giao phái, để tắm máu đại hội võ lâm, báo thù cho ngôi làng hủ bại của chúng. Ngươi không đi làm người kể chuyện, thật là lãng phí tài năng. Bây giờ mọi người tin rồi chứ, ta mới là trưởng môn Tiêu Giao phái, hắn là giáo chủ ma giáo, do thám được phái đến, tên của ngươi là giả, ta đây mới là thật. Mọi người đều biết, giáo chủ là một cao thủ võ lâm, còn ta chỉ là một người bình thường, mọi người không tin, có thể lên thử xem. Đừng qua đó, ta sợ hắn giết ngươi mất, nếu hắn là thật, thì ta cũng không chạy được. Quả thật không phải người luyện võ, nếu không có nội lực, thì làm sao, đoạt giải nhất võ lâm, dựa vào cha đấy, cha ta giỏi như vậy, tại sao ta phải luyện võ, thật là quá đỉnh, nếu ta có một người cha như vậy, thì môn phái, ta lập một cái, phá một cái, chỉ để vui chơi thôi, thế giới này sao thế này, ngươi không có nội lực, ngươi dám lừa ta khi nào, nói ta có nội lực, ngươi không thể ngông cuồng lâu đâu. Trưởng môn Tiêu Giao phái, cũng là con cờ của Tô Trường Tùng. Nếu đã xuất hiện ở đây, thì đúng là như vậy. Tên khốn Tô Trường Tùng này, sao còn chưa xuất hiện, bây giờ bắt đầu bầu chọn, minh chủ võ lâm, sau đây xin mời, trưởng môn Khôi Lỗi Môn, Tô Trường Tùng, phát biểu tuyên ngôn ứng cử. Chuyện ở thôn Bất Lão năm xưa, hắn quên rồi sao, vậy mà còn dám tranh cử minh chủ võ lâm, không sợ bị người ta cười đến rụng răng sao, chư vị, ta biết mọi người đối với việc, ta tranh cử minh chủ có ý kiến, nhưng giáo chủ ma giáo Phạm Hàm, vì cái gọi là trả thù, liên tiếp tiêu diệt 17 danh môn chính phái, tội ác tay trời, không bút nào tả xiết. Còn các ngươi thì sao? Các ngươi ở đâu? Tiêu Giao phái, các ngươi thậm chí còn không nhìn thấy. Nói đi, các ngươi có phải là đồ vô dụng không? Các ngươi còn tư cách gì để làm trưởng môn của lục đại môn phái? Vì vậy, chỉ có lão phu mới có tư cách làm minh chủ võ lâm này. Tô Trường Tùng, ngươi đã quên nhát kiếm ngươi đã đâm ta sao? Nếu ta không xuất hiện, chẳng phải ngươi định bắt đầu màn biểu diễn cảm động ghê tởm đó sao? Lão phu chính là để ép ngươi ra mặt. Năm xưa thôn Bất Lão, 127 mạng người, ta sao dám không đến? Ngươi không chết, bọn họ sao có thể an nghỉ? Vì vậy ngươi đã giết Quách minh chủ, bắt đầu trả thù. Đúng, minh chủ võ lâm đã chết như thế nào, ngươi biết rõ nhất, lương tâm ngươi tự biết rõ. Lúc đó nhiều trưởng môn đã ở ma giáo, chính mắt thấy ngươi giết Quách minh chủ, ngươi chắc chắn Quách minh chủ là do ta giết, không phải chỉ mình ta nói đâu, mọi người đều thấy rồi đúng không? Ta đã thấy, chính hắn cầm dao găm giết chết minh chủ.
ngươi có nhận ra thứ này không? Ngươi định làm gì? Hôm nay ta sẽ cho mọi người thấy bộ mặt thật của ngươi, xem con dao này là của ai. Dù ngươi có ngụy biện thế nào, thì cũng chính ngươi đã giết Quách Minh Chủ, đưa hắn lên đây. Không ngờ ta vẫn còn sống đúng không? Con dao này là ta đích thân làm cho Tô Trường Tùng, hắn cố tình dùng con dao găm này giết chết Quách Minh Chủ, nói cho ta biết ai đến hỏi về tung tích của con dao găm này thì ta sẽ giết kẻ đó. Rõ ràng ta đã tin tưởng ngươi như vậy, sao ngươi vẫn muốn tiêu diệt cả nhà ta? Nếu không nhờ Phạm Hàm đưa ta đến phái Biển Thước thì ta đã chết từ lâu rồi. Ngươi nói xong chưa? Tô Trường Tùng, ông thật tàn bạo, dám trước mặt chư vị trưởng môn mà giết chết nhân chứng. Ông đúng là có tật giật mình. 723 mạng người của phái Nga Mi và 2375 mạng người của cái bang, ông cũng phải trả giá bằng máu. Hiện tại toàn bộ đại hội võ lâm trên dưới đều là người của ta, các ngươi còn dám đấu với ta không? Ta nói hắn vu khống ta, hắn đang vu khống tôi. Quách Minh Chủ là do hắn giết, chính hắn đã giết. Chúc mừng trưởng môn trở thành Minh Chủ võ lâm. Phạm Hàm, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Tô Trường Tùng, Bạch Tâm Lan tranh giành chức trưởng môn, bán đệ tử vào lầu xanh cũng là do ngươi đứng sau chỉ đạo, đúng không? Muốn có được tầng đầu tiên của Trường Sinh Quyết, thật tiếc là ta đã lấy được, đúng chứ? Bây giờ dù ngươi có trong tay công pháp tầng thứ hai của cái bang, ta cũng không sợ. Ta đã phái người đến Không Không Môn lấy lại Trường Sinh Hoàn, bây giờ đã không cần đến công pháp Trường Sinh Quyết nữa. Hôm nay ta sẽ giết ngươi, thôn Bất Lão sẽ hoàn toàn diệt vong, đã bị tiêu diệt tận gốc rồi, và chuyện này sẽ mãi mãi bị che giấu. Ngươi có thể bịt miệng toàn thiên hạ không? Thôn Bất Lão, lão phu làm việc chính nghĩa, ai dám phản đối lão phu thì để hắn thử xem thử lưỡi kiếm của lão phu có còn sắc bén không. Ngươi chỉ là con thiêu thân, tự lượng sức mình. Nếu đây là âm mưu của lão phu thì các ngươi biết không? Bây giờ thuốc Trường Sinh ở đâu không? Hắn sẽ không uống thuốc Trường Sinh mà ta đã pha thêm đâu chứ. Xin lỗi, ta thường không cười đâu, trừ khi không thể nhịn được. Một lát nữa ta xử lý xong bọn họ, xem ngươi còn cười nổi không. Được, ta không cười nữa, ngươi tiếp tục đi. Ta sẽ khiến ngươi cười. Và ngay bây giờ ta sẽ giết ngươi. Cái này, sao lại thế này? Lão phu đã uống thuốc Trường Sinh rồi cơ mà. Khi ngươi uống thuốc Trường Sinh, ngươi có ngửi thấy mùi nước tiểu không? Có cảm thấy bị lửa dục thiêu đốt không? Là ngươi đã động tay vào thuốc Trường Sinh. Sao ngươi biết được rằng thuốc đó cuối cùng sẽ rơi vào tay ta? Ta đâu có biết, dù sao khi ta bị bắt làm thuốc dẫn ở Không Không Môn, ta đã pha thêm chút vào đó. Vậy sao khi người của ta cấp thuốc, ngươi không ngăn cản? Ngươi đâu có cho ta cơ hội, thật là không cam tâm. Không cam tâm là đúng rồi. Ngoài tầng thứ 6 của Trường Sinh Quyết Khôi Lỗi Môn ra, những thứ khác đều nằm trong tay ta, ngay cả tầng thứ 7 ta cũng có. Thật tiếc là ngươi không nghe thấy, ta còn chưa đâm bạn một nhát, ngươi đã chết rồi. Thật tiếc, thật là rẻ mặt cho hắn, chết một cách như thế này. Phạm Hàm, ta cảm thấy rất kỳ lạ, ngươi nhìn xung quanh xem, tại sao lại yên tĩnh như vậy? Không tốn công sức gì mà có được, thì ra tầng thứ 7 của Trường Sinh Quyết nằm trên người ngươi. Thật là đáng sợ, có phải là có ma không? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nếu muốn sống sót thì nhanh chóng giao ra công pháp Trường Sinh Quyết, lão phu có thể tha cho ngươi một mạng. Đừng có hy vọng, ta sẽ không đưa cho ngươi đâu, chết thì chết. Chết, ngươi nghĩ đơn giản quá rồi. Ta sẽ từ từ giết chết những người xung quanh ngươi, có lẽ ngươi đã quên rồi, khi xưa ở thôn Bất Lão còn người sống sót không? Hai người họ không phải là tri kỷ của ngươi sao? Giết chết họ ngươi không đau lòng sao? Ngươi nghĩ nhiều quá rồi, ta chỉ lợi dụng họ, chết hay sống không liên quan đến ta. Chuyện năm đó môn phái của họ cũng không thoát khỏi liên quan. Thật sự là như vậy sao? Nếu không tin thì ngươi hãy ra tay đi. Ta chỉ đùa với ngươi thôi, có cần phải kích động như vậy không? Vậy thì giao ra Trường Sinh Quyết đi. Phóng đại. Nói đi. Hai người họ, ngươi muốn cứu ai? Không được. Cùng lắm thì ta chết cùng họ. Nếu ngươi muốn cứu tất cả thì quỳ xuống cầu xin ta. Đừng mà. Xin ông thả họ đi. Tiếng nhỏ quá, không nghe thấy. Tôi xin ông thả họ đi. Sao ngươi hét to thế? Ngươi tưởng lão phù điếc à? Tôi xin ông thả họ đi. Ngươi nói đi. Ngươi có phải là con chó ta nuôi không? Phải. Vậy thì sủa hai tiếng như chó đi.
lão phu sẽ thả người. Ngươi không muốn cứu họ sao? Gâu! Nhìn xem, hắn giống con chó làm sao? Tôi xin ông thả họ đi. Ngươi phải biết, chó thì không được phép mặc cả. Nhớ kỹ, bây giờ ngươi chỉ có thể cứu một người. Không, hai người, vừa rồi lão phu chỉ đùa với ngươi thôi. Ngươi thật sự nghĩ rằng, ta sẽ làm theo ý ngươi sao? Vậy thì ông cũng sẽ không có được trường sinh quyết. Được. Dù sao bây giờ ngươi cũng không thể chạy thoát. Ta có dư thời gian để tra tấn ngươi. Nếu ngươi không chọn, lão phu sẽ chọn thay ngươi. Là ngươi. Hay là ngươi. Chọn Chu tỷ, để tỷ ấy sống. Đừng chọn ta, hãy để cơ hội sống cho lãnh muội. Sao vậy, ngươi vẫn chưa quyết định à? Vậy để ta chọn thay ngươi. Vậy ta sẽ giúp ngươi giết cô ta trước. Dừng tay. Ta hiểu rồi. Lãnh muội muội, lãnh muội muội. Đừng sợ. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Phạm Hàm, giao nốt bộ trường sinh quyết kia ra. Thả người trước đã, thả người đi, thả người. Cô không sao chứ, tại sao ngươi lại chọn ta? Có vẻ như, Chu trưởng môn không biết điều nhỉ. Chúng ta hãy mang xác của Tĩnh Nhi, ra ngoài trước đã. Đừng chạm vào ta. Bây giờ ta với ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Khoan đã. Lão Phu có cho các ngươi đi không? Tôi đã đưa hết trường sinh quyết cho ông rồi. Còn giữ lại làm gì? Lão Phu muốn luyện thử trường sinh quyết này trước. Nếu là thật thì không có chuyện gì cả. Nếu là giả thì các ngươi đều phải chết. Khi ta hiện thành, đó chính là ngày chết của ngươi, Phạm Hàm. Các ngươi đã cùng ta đi xa thế này. Hy sinh nhiều như vậy vì ta, Phạm Hàm, sẽ không phụ lòng các ngươi. Ta đã nhìn thấu trường sinh rồi. Đừng sợ, cô sắp tỉnh lại rồi. Công pháp ngươi đưa là giả. Không phải, là thật. Chỉ là, hắn không biết rằng luyện trường sinh quyết phải tự phế võ công, nếu không sẽ bị phản vệ mà mất mạng. Không. Lão Phu luyện thành rồi. Giờ làm sao đây? Không sao, chỉ sợ hắn không luyện. Nếu luyện, thì hắn chỉ có đường chết. Cái gì? Ngươi nói Lão Phu hết đường sống. Nhưng bây giờ Lão Phu không chỉ nắm vững trường sinh quyết, mà Lão Phu còn có võ công. Lão Phu bây giờ chính là người sống lâu nhất trên thế gian này. Sao ngươi lại sống lại được? Đó là chuyện của ta, là vì ta phúc lớn mạng lớn. Ngươi nghĩ sao? Lão Phu có thể giết ngươi một lần, thì có thể giết ngươi lần thứ hai. Sao có thể như vậy? Nội lực của ta đâu? Phạm Hàm, có phải ngươi đã tính kế ta không? Làm nhiều việc xấu ắt sẽ tự diệt. Tất cả những điều này đều là do ông tự chuốc lấy. Chắc chắn là ngươi. Chắc chắn là ngươi đã tính kế ta. Luyện trường sinh quyết cần phải tự hủy võ công. Nếu không, hai dòng nội lực sẽ đấu đá nhau trong cơ thể. Cho đến khi kiệt quệ sinh mệnh, trường sinh không phải là bất khả chiến bại. Đáng chết thì vẫn phải chết. Nếu không, tại sao thôn bất lão lại bị tiêu diệt? Ta nói đúng không? Tô trưởng môn. Dù sao lão phu cũng sắp chết rồi. Cùng lắm thì chúng ta cùng chết. Thiên hạ võ lâm đều chết cùng lão phu. Vậy cũng đáng rồi. Lão phu không thể chết. Lão phu còn chưa làm minh chủ. Để kiếp sau làm đi. Phạm Hàm, ngươi sao vậy? Ta, không sao cả. Chúng ta đi thôi, đi, chúng ta về nhà bái đường thành thân. Ta chưa chết. Phạm Hàm, đừng mà, đừng làm thế. Cái chết của họ không liên quan gì đến ngươi. Hơn nữa, trường sinh quyết của ngươi hiện giờ chưa hoàn chỉnh. Nếu ngươi chia sẻ sinh mệnh cho người khác, ngươi sẽ không sống lâu được. Dù vì lý do gì đi nữa, họ đều chết vì ta. Huống chi đại thù đã được báo, cũng nên buông bỏ một số oán hận rồi. Oán thù chồng chất biết bao giờ mới hết. Chu tỷ, tỷ mau ngăn Phạm Hàm lại. Nếu hắn cứu người như vậy, hắn sẽ không sống lâu được đâu. Ta không muốn ngươi chết. Nếu ngươi chết, ta cũng sẽ đi theo ngươi. Thật ra ta đều hiểu cả. Trường sinh không quan trọng, quan trọng là ở cùng ai. Nếu những ngày tháng sau này không có các ngươi, ta không thể chấp nhận được. Vậy chúng ta có thể cùng nhau luyện trường sinh quyết. Theo thời gian dài luyện tập sẽ làm mất đi 7 tình lục dục của con người. Đây là điều ta nhận ra sau khi luyện xong tầng thứ 6. Vì vậy, đừng luyện nữa. Đây là lựa chọn của hắn. Cứ để hắn làm đi, ta đề nghị. Vì Phạm Hàm đã cứu mọi người,
và giết chết tên khốn Tô Trường Sinh, vị trí minh chủ võ lâm này, để Phạm Hàm đảm nhận đi. Ta đồng ý, Phạm Hàm, sau khi bàn bạc, chức vị minh chủ võ lâm này không ai khác ngoài ngươi. Ta không phải người trong võ lâm, ta chỉ là một người bình thường thôi, nếu ngươi không đồng ý. Chúng ta sẽ không đứng dậy, được rồi, ta đồng ý, chúc mừng Phạm Minh Chủ. Phạm Minh Chủ bác học đa tài, võ công vô địch, chắc chắn sẽ dẫn dắt võ lâm lên một tầm cao mới. Hãy cùng nhau chúc mừng Phạm Minh Chủ, luôn tươi cười, ngay cả khi xuống suối vàng, tam phục trắng, khi nào rảnh thì đọc sách nhiều hơn đi. Phạm Hàm, uống chút nước đi. Huynh có hối hận không? Hối hận gì? Nếu tương lai không có bóng dáng các nàng, thì Trường Sinh này ta cũng chẳng cần, nhưng dù sao huynh cũng là minh chủ võ lâm, huynh cam lòng ở ẩn tại đây sao? Còn tùy xem sống cùng với ai, nhưng trước đó, chúng ta còn một việc phải làm. Huynh định làm gì? Sinh con. Chu tỷ, chờ muội với, tỷ không được độc chiếm một mình đâu,